Những cái ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với cái buổi chia sẻ kiến thức liên quan đến kiếm tiền online, liên quan marketing online trong cái mùa dịch Covid này, và hy vọng rằng đấy là cái nội dung chia sẻ, buổi chia sẻ này sẽ giúp đỡ anh em mình trong cái thời buổi rất là khó khăn và đứng trước rất là nhiều cái nguy cơ, đứng trước rất là nhiều cái thách thức và khó lường, vẫn đang diễn biến rất là khó lường ở trong cuộc sống này. Thì thời điểm này chúng ta còn ngồi lại ở đây nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm, chia sẻ với nhau những kiến thức, cơ hội kiếm tiền, đấy là cái điều đáng quý. Và bây giờ là chú ý giữ gìn sức khỏe để chúng ta có thể làm việc được, chúng ta có thể học tập được, và chúng ta có thể ngồi để chúng ta nghiên cứu thêm nữa những cái kiến thức hay ở trong cuộc sống này, đúng không ạ? Thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chia sẻ nhá. Ngày hôm nay là một cái buổi chia sẻ và nó sẽ có nhiều phần, đúng không ạ? Và phần đầu tiên đấy là liên quan đến vấn đề về bối cảnh, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nghiên cứu nhé. Ok, các bạn bấm SS để chúng ta bắt đầu nhé, chúng ta bấm sẵn sàng hoặc là SS chúng ta bắt đầu nhé. Tất cả mọi người và chúng ta đến với cái chia sẻ về hướng dẫn kiếm tiền online mùa dịch, đúng không ạ? Tại nhà Forex Center, hướng dẫn kiếm tiền online trong mùa dịch. Tại nhà, đúng không ạ? Forex Center. Và trong cái bối cảnh như thế này, đúng không ạ? Thì hiện tại thì tình hình đang rất là phức tạp, đúng không ạ? À, tất cả mọi thứ đang bị phong tỏa, đúng không ạ? Phong tỏa, mọi thứ đang bị phong tỏa. Ta phải chịu những cái vấn đề về cách ly, đúng không ạ? Cách ly toàn xã hội. Và chúng ta rất là nhiều người bị mất việc này, bị cắt giảm lương này. Mọi thứ đang dần trở nên khó khăn, đúng không ạ? Khó khăn thật sự. Và bây giờ chúng ta có những cái, từ cái bối cảnh này chúng ta có những cái nhìn nhận gì, đúng không nào? Thì những cái chịu ảnh hưởng, các cái shop offline bị chịu ảnh hưởng. Các shop offline bị chịu ảnh hưởng rất là nhiều. Và bây giờ là chúng ta cần phải chuyển đổi số. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta phải cần chuyển đổi số. Đổi số tức là đưa sản phẩm lên trên Internet. Và đây là cái keyword mà chúng ta sẽ làm việc. Đây là cái keyword mà chúng ta sẽ làm việc trong cái thời gian dài sắp tới đây. À, chúng ta cần phải chuyển đổi số, chúng ta cần phải đưa sản phẩm đưa lên Internet đấy, và chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải học marketing đấy, cần phải học bán hàng online bắt buộc, đúng không ạ? Và chúng ta nghe từ này chúng ta cảm thấy dị, nhưng mà đây là rõ ràng, tại vì chúng ta không, dù affiliate, đúng không ạ? Dù hình thức kiếm tiền nào đi chăng nữa thì đó bản chất cuối cùng nó cũng là bán hàng online mà thôi, đúng không ạ? Thực tế là như vậy. Vậy chúng ta làm gì để kiếm được ra tiền, đúng không nào? Và chúng ta phải nhìn cái hình thức này, hình thức kiếm tiền đấy, hình thức kiếm tiền về mặt bản chất. Nó là gì ạ? Mặt bản chất của hình thức kiếm tiền là gì? Đó là hàng hóa, đúng không nào? Đó, khách hàng và cuối cùng là tiền. Rõ ràng bây giờ là chúng ta, tất cả mọi người luôn, dù các bạn làm dịch vụ, làm marketing, làm affiliate, làm dropship, làm cái gì cũng vậy, bản thân của nó đó bắt đầu từ chúng ta, việc là chúng ta phải có một cái sản phẩm, đúng không? Chúng ta phải có một cái sản phẩm, đúng không? Làm đào tạo cũng cần phải có sản phẩm, làm phần mềm, làm dịch vụ, làm giới thiệu môi giới, hay là làm bất cứ thứ gì đó. Tất cả mọi thứ đây nó thuộc cái diện ở trong hàng hóa. Đây là về bản chất của cái quy trình kinh doanh, đúng không? Bây giờ chúng ta phải nhìn nhận với nhau là như thế này. Đó, tới quy trình kinh doanh này ấy, chúng ta phải xác định được đầu tiên là luôn luôn là như vậy, đúng không nào? Sau đó là chúng ta trải qua cái vấn đề về marketing. Đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải học rất là nhiều. Chúng ta phải học rất là nhiều trong vấn đề marketing, vì không có marketing thì sẽ không bao giờ tạo ra được khách hàng. Rõ ràng là như vậy. Bây giờ bạn có một cái sản phẩm rất là tốt về, ví dụ như là về mỹ phẩm, hay là bạn có một cái sản phẩm rất là tốt về phụ kiện, hay là về dịch vụ, hay là về thực phẩm,
gì đấy rất là tuyệt vời, nhưng mà bạn không quảng bá, đúng không ạ? Không quảng bá thì chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ có khách hàng, mà nếu không có khách hàng thì chúng ta sẽ không bao giờ có tiền. Và tiền nó chỉ là cái hệ quả, đúng không ạ? Là cái kết quả cuối cùng thôi, kết quả của quá trình trên, của quá trình marketing và bán hàng. Đây là chúng ta phải khẳng định với nhau điều này, đúng không? Và đây là cái quy trình mà mô hình mà ai cũng biết, nhưng đúng không? Nhưng mà chúng ta thì thường là chúng ta không hiểu bản chất, chúng ta không hiểu bản chất của nó, và khi mà không hiểu bản chất thì chúng ta làm gì cũng khó khăn hết đó. Bây giờ chúng ta khó khăn là gì ạ? Chúng ta không xác định được sản phẩm, đúng không? Khó khăn gì ạ? Xác định sản phẩm sai, cái đó nó bán rất là khó, nó không phù hợp với chúng ta, mà chúng ta cứ làm, chúng ta làm hoài, đúng không? Nó không tạo ra được kết quả, và chúng ta thất bại, và chúng ta đổ lỗi, đúng không ạ? Chúng ta đổ lỗi là chúng ta chưa có duyên, đúng không ạ? Chúng ta đổ lỗi rằng là nó khó quá, chúng ta đổ lỗi rất nhiều. Đó là những cái, đúng không? Khi mà bạn có sản phẩm rất là tốt, rất là tuyệt vời rồi, chẳng hạn, bạn xác định được cái sản phẩm đó, tất cả mọi thứ đều đúng, nhưng mà chúng ta không biết cách bán hàng, không biết cách quảng bá nó, không biết cách tạo ra khách hàng, chúng ta vẫn không có kết quả. Lúc đó chúng ta chúng ta lại mất đổ lỗi là chúng ta không có duyên, đúng không? Chúng ta không có duyên bán hàng, chúng ta không có duyên kinh doanh, và chúng ta lại gì ạ? Chúng ta là bỏ qua cái cơ hội kiếm tiền, đáng ra chúng ta sẽ giàu có hơn. Và đây là cái bản chất của nó là như thế này, đúng không? Mọi người hình dung được không ạ? Mọi người hình dung admin nói không ạ? Ok không ạ? Và nếu mà hình dung được thì mọi người comment ok, tất cả mọi người comment ok. Và trong cái thời gian tới đây thì chúng ta sẽ xử lý toàn bộ những vấn đề này. Và kiếm tiền từ đâu? Kiếm tiền từ việc xác định những cái sản phẩm, và sản phẩm là gì ạ? Đúng không? Sản phẩm trên internet đâu phải là một cái gì ạ? Một cái hàng hóa cụ thể đâu. Sản phẩm trên internet nó là cái gì ạ? Đúng không? Tôi nghĩ rằng ở trong đây có rất là nhiều người tham gia và đang kiếm tiền online, các bạn cũng chưa định hình được cái sản phẩm. Có những sản phẩm nó không phải là sản phẩm mà theo cái tư duy bình thường mà mọi người suy nghĩ đâu. Đúng không? Đó, có những không phải sản phẩm, đúng không ạ? Sản phẩm đây, đúng không ạ? Sản phẩm là cái gì ạ? Là cái sản phẩm vật chất, đúng không ạ? Là cái cần, là cái nhìn thấy được. Vậy có những cái sản phẩm nào mà không nhìn thấy được mà nó vẫn kiếm ra được tiền không? Có đấy, đúng không ạ? Bạn biết cái gì mà không phải là hàng hóa đơn thuần mà vẫn kiếm được tiền không ạ? Không cầm nắm được, không nhìn thấy được, đó, không sờ được, không cảm nhận được, đúng không? Không có đụng chạm được nhưng mà nó lại ra tiền rất nhiều. Thế mới hay, đúng không ạ? Đó là những cái sản phẩm số, những cái dịch vụ, đúng không ạ? Cái những cái vấn đề liên quan đến môi giới, đúng không? Bây giờ ví dụ như cái sản phẩm mà vô hình mà nó có giá trị rất là cao, đúng không ạ? Nó thuộc về cái phạm vi gì ạ? Nó thuộc cái phạm vi về vấn đề là điều chỉnh của xã hội, nó là cái phạm vi về cái sự cam kết với nhau, đúng không nào? Bây giờ chúng ta bán những cái sản phẩm liên quan đến gì ạ? Trong cái mùa dịch này ấy, tôi một trong những ngách mà làm affiliate hoặc là quảng bá làm môi giới rất là tốt này, đó là bảo hiểm. Bảo hiểm bạn có sờ được không ạ? Bạn không thấy được, đúng không? Bạn không có cảm nhận được, không phải giống như là cái tai nghe bạn nghe được nó hay không, không phải là cái món ăn, đúng không? Bạn ăn vào nó ngon hay là dở, không phải nước uống mà biết là ngọt hay là đắng hay là chua hay là chát, đúng không ạ? Đó là những cái mà nó vô hình, đúng không? Và cái sản phẩm ở trên internet, đúng không? Để xác định được sản phẩm thì chúng ta cần phải trao đổi cả một cái khóa học về sản phẩm, đúng không nào? Khi mà có sản phẩm rồi mà chúng ta vẫn không kiếm được tiền vì chúng ta chưa quảng bá. Về cái quảng bá thì thôi rồi, lượng ơi, đúng không ạ? Vô vàn, đúng không ạ? Đi vào trong những cái khóa học, đi vào trong những cái gì ạ? Cái nhóm thảo luận trên trời dưới biển, không biết đường nào mà để xác định được là marketing nó sẽ là như thế nào, đúng không? Tại vì nó quá rộng. Ai là người gom cho chúng ta được là hiểu marketing là gì, đúng không? Marketing là bán hàng trên Facebook hay là bán hàng trên Shopee, đúng không? Hay marketing là như thế nào, đúng không ạ? Rất là nhiều thứ để ở đây, đúng không nào? Xác định kênh xong rồi, marketing nó sẽ gồm kênh và nội dung của kênh. Đó. Và chúng ta đã xác định được kênh chưa ạ? Chúng ta chưa xác định được kênh và chúng ta cũng chưa hiểu gì về marketing hết, đúng không? Có sản phẩm đó rất là nhiều tiền này, rất là tuyệt vời này. Và chính bản thân chúng ta cũng là một sản phẩm rất là tuyệt vời của tạo hóa này. Vậy tại sao tôi có mức lương là 50 triệu một tháng, các bạn lại có mức lương chỉ là 5 triệu một tháng, đúng không? Cùng là một cái sản phẩm của xã hội,
đúng không? Cùng là một cái sản phẩm như nhau, nhưng tại sao lại có những cái sản phẩm bán được giá cao, có sản phẩm bán được giá thấp, đúng không ạ? Và đúng không? Nó phải có một cái giá trị, làm sao để tạo được cái giá trị cho sản phẩm này, đúng không nào? Và chính bản thân chúng ta cũng vậy thôi. Marketing này ai cũng hiểu, ai cũng nghe, ai cũng có thể thấy được rằng đó là ở marketing dễ hình dung, dễ hiểu lắm, ai cũng biết vậy đó. Nhưng mà thực tế là nó có dễ thật không, đúng không nào? Đấy. Còn lại khi mà gặp khách hàng, marketing rồi, sản phẩm rồi, bây giờ có khách hàng rồi nhưng mà người ta không mua, người ta không mua thì làm thế nào? Người ta mà không mua thì làm gì mà có tiền bây giờ, đúng không ạ? Người ta không mua thì sẽ không bao giờ có tiền. À, vậy làm sao để cho cái khách hàng người ta mua hàng? Không phải đơn thuần mà tự nhiên các cái khóa học về bán hàng xây dựng lên, đúng không ạ? Không phải đơn thuần có những cái thầy chuyên giảng về gì ạ? Kinh doanh. À, chuyên giảng về gì ạ? Về tư vấn với khách hàng, đúng không? Phải khách hàng, đúng không ạ? Phải tư vấn, đúng không nào? Xác định được sản phẩm, phải quảng bá, phải tư vấn, đây là ba thứ, đúng không nào? Ba thứ phải một cái quy trình mà chúng ta có thể nhìn nhận được, đúng không? Về hàng hóa này, đúng không ạ? Về sản phẩm này, đúng không ạ? Đó, về sản phẩm này, sản phẩm này thì chúng ta phải qua gì ạ? Chúng ta phải qua, chúng ta phải qua tư vấn, đúng không? Thì nó mới tạo ra tiền được, nó mới tạo ra tiền được. Và đây nó là một cái quy trình, đây là một cái quy trình rất là căn cơ, đúng không ạ? Và đây học kinh doanh, học từng cái nhỏ nhất, từng cái bé nhất. Khi mà hiểu được rồi thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ làm rất là ok luôn, rất là tuyệt vời. Và những cái đơn thuần như thế này mà chúng ta ai cũng biết nhưng mà có mấy người làm được. Ai cũng biết nhưng mà không ai, đúng không ạ? Không phải là ai cũng làm thành công được. Đó, tôi không nói rằng là mình là cái người thành công trong cái quá trình, nhưng mà bản thân mình có những cái áp dụng đúng đắn để đưa ra được cái kết quả khá là ok. Thì trong cái thời gian tới đây thì chúng ta sẽ học những cái vấn đề là xác định sản phẩm, học về marketing, về quảng bá, học về tư vấn, học về kiếm tiền, học về kiếm tiền. Và phạm trù cuối cùng, đúng không ạ, mà các bạn hay quan tâm đó là ai cũng muốn học kiếm tiền hết, đúng không? Ai cũng muốn là bạn học dạy cho tôi kiếm tiền đi. Nhưng mà cái việc mà xác định sản phẩm thì chúng ta không học, dạy thì chúng ta không có nghe. Ai cũng muốn là dạy cho tôi cách nào kiếm tiền thật là nhiều, nhưng mà quảng bá thì chúng ta cũng không có muốn học quảng bá marketing, đúng không ạ? Không có muốn học cái này. Và xin thưa cái bí mật mà dẫn đến cái kết quả giống như ngày hôm nay của admin, đó là nắm được đúng một cái duy nhất thôi. Tôi chưa chắc đã là người xác định sản phẩm tốt đâu, nhưng mà tôi tự tin rằng mình là cái người có khả năng về quảng bá và marketing trên internet này. Và là người biết quảng bá, biết marketing, tức là biết bán hàng online, biết bán hàng, nên ra là mình tồn tại tốt ở trong cái thời cuộc này. Và trong thời gian tới đây ấy, thì các bạn có muốn là tham gia một cái chương trình training để học các cái vấn đề về kiếm tiền, học cái cách về vấn đề về sản phẩm và bán hàng không ạ? Với Forry Center và admin không? Bao nhiêu bạn muốn học một cách nghiêm túc nhất trong các cái vấn đề liên quan đến kiếm tiền online, liên quan đến kinh doanh online không ạ? Liên quan đến marketing online và quảng bá về đa kênh không ạ? Bao nhiêu bạn ở đây sẽ muốn học một cái chương trình như thế này với tất cả những kiến thức này? Các bạn muốn học không ạ? Các bạn muốn đăng ký tham gia không ạ? Bao nhiêu bạn ạ? Bao nhiêu bạn muốn ạ? Và đây là bản chất, đúng không ạ? Và chúng ta phải học cái này chúng ta mới kiếm được tiền, đúng không? Thì bây giờ bạn suy nghĩ một cái như thế này thôi này. Bây giờ bạn muốn kiếm tiền, đúng không? Bây giờ bạn muốn kiếm tiền bằng bách cách là bán hàng. Nhưng bây giờ bán không được thì bây giờ tiền nó ở đâu ra? Không thể ra được. Nó lại liên quan đến quảng bá, liên quan đến marketing, đúng không? Bây giờ bạn muốn kiếm tiền, bạn xác định được sản phẩm rồi, là bạn làm một cái dịch vụ gọi là môi giới gì đó, nhưng bạn không biết cách quảng bá, cũng không kiếm được khách hàng. Thì bây giờ cái cuối cùng á là chúng ta ấy, đúng không ạ, một cái vấn đề cốt lõi đây là cái mà tôi nhìn nhận rất là sớm, và mình có cái chuẩn bị cho mình trong cái thời cuộc trước đây rồi, chứ không phải bạn bị động như thế này. Còn một cái chữ duy nhất mà các bạn
đúng không ạ? Cần phải nắm trẻ quy, đó là học, học marketing. Đây là cái keyword lớn nhất trong cái cuộc đời của các bạn. Tôi nói thật sự luôn đó. Học cho bằng được, học cho kỳ được một cái từ này thôi. Mà marketing bán hàng, tôi không cần biết là bạn đã học cái khóa học nào. Tôi không cần biết bạn ở đâu, bạn đang làm gì, bạn đang bán sản phẩm gì. Cái mà điều mày muốn nói đến để gì ạ? Tại vì sao? Ở trong Fori á, có rất là nhiều ngách, đến hơn gần 20 ngách, hơn 1.000 mã sản phẩm, hơn gần 2.000, 3.000 mã sản phẩm. Bán được không ạ? Không bán được, đúng không? Đấy, nhóm Zalo thì rất nhiều, đúng không ạ? Nhóm túi sách này, đúng không nào? Nhóm Visa này, đúng không ạ? Nhóm Visa này, nhóm thời trang này, nhóm đồ gia dụng này, đúng không? Rất rất nhiều nhóm khác nhau. Và sản phẩm thì bạn có thể lên tham khảo ở chợ mua bán online và đi có tạo ra một chợ, đúng không ạ? Và trong cái này, đúng không? Rất là nhiều sản phẩm, rất là nhiều hàng hóa, đúng không? Visa, đồng hồ, thời trang, trang sức, gia dụng, đấy, đủ thứ trên đời luôn, rất là nhiều thứ luôn, về ăn uống, dịch vụ, vân vân. Nhưng mà chúng ta bán được không ạ? Chúng ta không bán được, đúng không? Chúng ta luôn muốn kiếm tiền. Đây là cái vấn đề mà, đúng không ạ? Cái mục đích của chúng ta là to nhất trên cái cuộc đời này rồi, luôn luôn muốn kiếm tiền. Bản thân tôi cũng như vậy. Nhưng mà bản chất của nó là gì? Bản chất của kiếm tiền là gì? Sau khi mà nghiên cứu rất là nhiều, mình đặt ra một cái câu hỏi thôi, đúng không ạ? Đó là marketing, bán hàng, đúng không ạ? Và cái câu chuyện đó, mà chúng ta cần phải thảo luận nhiều, cần phải trao đổi nhiều, và chúng ta cần phải xác định với nhau đó, đó là chúng ta phải học và làm cho kỳ được các vấn đề về marketing và bán hàng. Marketing là quảng bá, đúng không ạ? Và có quảng bá thì chúng ta bán được hàng hóa. Không có bán, đúng không ạ? Không có marketing, không quảng bá thì chúng ta sẽ không bán được hàng. Và marketing, đúng không ạ? Là cái keyword, cái vấn đề cốt lõi trong kiếm tiền online này. Đó, không có phụ thuộc vào hình thức nào cũng ngon hết ạ. À, cái cách thức nào ổn hết ạ, sản phẩm nào cũng ngon hết ạ, đúng không? Nếu như mà không ngon thì nó sẽ không tồn tại, đúng không nào? Nếu mà không ngon thì sẽ không có người trở thành tỷ phú ở những nét đó rồi. Vậy nó hơn nhau nhau ở cái gì ạ? Hơn nhau ở cách bán hàng thôi, đúng không ạ? Vậy bây giờ xin hỏi lại một lần, các bạn cùng nhắc lại nhé. Vấn đề cốt lõi trong kiếm tiền online, trong kinh doanh online là gì ạ? Tất cả mọi người comment về cái kiến mà nãy mình đã chia sẻ ạ. À, và cái chia sẻ này đã rất là dễ hình dung, đúng không ạ? Cái vấn đề cốt lõi, vấn đề bản chất, đúng không ạ? Trong kinh doanh, trong kiếm tiền online nói chung là gì ạ? Và trong ngày hôm nay thậm chí là gì ạ? Hết cái buổi gì ạ? Buổi training này ấy, tôi chỉ cần nhớ cho các bạn đấy, đúng không ạ? Một từ thôi, đúng không ạ? Là gì ạ? Tất cả các bạn comment đúng rồi ạ. Là gì ạ? Comment nào, comment lại cái kiến thức nào. Và cái chỗ này xíu nữa mình sẽ chỉ cho các bạn thật là sâu tại vì sao lại như vậy. Là gì ạ? Comment tất cả mọi người nào, tất cả mọi người comment nào. Bản chất của kinh doanh, bản chất của tất cả mọi vấn đề trong cái buổi Zoom này, trong Fori, các bạn chỉ cần nhớ cho mình một thứ thôi là các bạn thành công. Tôi đã thật sự luôn. Chứ ở trong đây cũng không cần phải gì ạ, không phải bảo đào tạo cái gì đó, nó ghê lắm, chúng ta chia sẻ cái gì nó kinh khủng, nó cao siêu. Và xíu nữa sẽ làm phân tích rõ hơn cái vấn đề này và sẽ cho admin sẽ cho các bạn cái quy trình. À, đội nhóm Fori sẽ support các bạn hết mình ở trong cái vấn đề marketing, bán hàng, đúng không ạ? Tất cả mọi người comment cho admin nhé, cho mình cái từ keyword này, cái keyword marketing, bán hàng. Đây là ai mà các bạn chúng ta cứ nhiệt tình nhá. Tất cả mọi người bình luận nào. Điều mà chúng ta cần phải nhớ, chúng ta cần phải học bằng được trong cái thời gian tới đây. Và dù là dịch bệnh hay là hết dịch bệnh thì chỉ cần nắm được cái này thôi là các bạn sẽ gì ạ? Sẽ thành công. Tôi sẽ phân tích tiếp cho các bạn. Đó là lý do tại sao tôi tồn tại này. Đấy. Lợi ích khi biết marketing hay khi biết bán hàng online.
bản thân admin không phải là một người học về tài chính, không phải là người học về kinh tế, không phải là người làm kinh doanh. Tôi là tay ngang, bản thân tôi là một sinh viên trường luật. Và cái mà tôi tạo ra sự khác biệt của giữa mình và những cái người khác, đó là mình biết cách quảng bá những cái sản phẩm dịch vụ trên Internet. Nó xuất phát từ cái tư duy, nó xuất phát từ cái kỹ năng, nó xuất phát từ cái kinh nghiệm. Và khi mà tôi biết cái marketing này á, cái marketing là nó là gì, nó nghe có vẻ nguy hiểm quá nhỉ, đúng không? Marketing nó là gì ạ? Nó là việc đưa các cái sản phẩm lên trên Internet thôi. Và đưa làm sao, đưa như thế nào để cho người khác mua hàng của mình. Và đó là gì ạ? Đó là marketing, đó là bán hàng online. Đó là sự tạo ra sự khác biệt. Thì ngay chỗ này nhá, chúng ta sẽ biết được là tại sao là chúng ta cần phải học cái này. Và tại sao tôi đưa cái vấn đề này ra. Khi mà biết marketing, khi biết bán hàng thì bạn sẽ có thể gì ạ? Kinh doanh. Bạn có thể kinh doanh một cái sản phẩm bất kỳ sản phẩm nào bạn mong muốn. Có nghĩa là không có cái gì bạn không có thể bán, đúng không ạ? Không có gì bạn có thể là không bán được hết ạ. Bán cái gì cũng được hết ạ. Thì bạn biết marketing trong tay, bạn bán gì cũng được. Đây là điều rõ ràng rồi. Cái khó nhất của cái người làm bán hàng đó là gì ạ? Bán hàng cái này, cái người kinh doanh á. Đó là marketing và bán sản phẩm đây này. Đúng không ạ? Bỏ hàng trăm triệu ra mục đi học cũng học cái này này. Chứ không có học cái gì hết, đúng không? Bạn bỏ tiền ra học Shopee để làm gì? Để bán được hàng hóa. Bạn học content để làm gì? Để bán được hàng hóa. Bạn học chạy quảng cáo để làm gì? Đúng không? Để bán được hàng hóa. Bạn làm website để làm gì? Để bán được hàng hóa. Thì tất cả những cái mà bạn muốn nó, đó là gì ạ? Đó là marketing. Và đó, đúng chưa nào? Đấy. Và cái lợi ích, đúng không ạ? Là chúng ta có thể kinh doanh bất cứ sản phẩm gì chúng ta muốn kinh doanh. Bất cứ sản phẩm gì chúng ta muốn. Đây là cái thứ nhất. Khi bạn biết đến marketing, thì bạn có thể giới thiệu các dịch vụ. Đúng không nào? Có rất là nhiều dịch vụ chúng ta marketing được, chúng ta kiếm tiền. Chúng ta có thể bán, đúng không ạ? Bán các cái vấn đề liên quan đến các cái sản phẩm. Chúng ta có thể làm được dropshipping. Chúng ta có thể làm affiliate marketing. Chúng ta có thể môi giới, đúng không ạ? Môi giới các vấn đề liên quan đến chứng khoán. Hay cách khác là môi giới bất động sản. Bất động sản và bảo hiểm đó. Và vân vân. Nói chung là đã liên quan đến kinh doanh đó, đã liên quan đến kinh doanh online đó, thì buộc chúng ta phải biết học marketing này. Đấy là cái lợi ích. Và đấy là cái bản chất. Tôi chỉ cần yêu cầu bạn như vậy thôi. Và kiến thức này nó vô vàn ở trên Internet. Nó khác biệt nhau ở một cái chỗ. Cái điều mà sự khác biệt. Đúng không ạ? Cuộc sống này ạ. Giữa hai người thành công, đúng không ạ? Giữa hai người, đúng không ạ? Người thành công và người chưa thành công. Nó khác biệt ở gì ạ? Ở tư duy marketing. Là bán hàng như thế nào, ông sử dụng cái kênh gì, ông tư duy ông có thoáng không, ông có phóng khoáng không, đúng không ạ? Hai là kinh nghiệm, ba là kỹ năng. Nếu như bạn không có kỹ năng tốt nhưng bạn có kinh nghiệm trong thị trường, bạn vẫn ok ổn, đúng không ạ? Ba là kỹ năng marketing. Trong marketing online, đúng không bạn, họ nói rằng đấy, marketing đấy nó sẽ gồm hai phần, đúng không ạ? Marketing online và marketing thực tế, tức là offline, đúng không ạ? Marketing offline. Offline, đúng không ạ? Là thực tế, đúng không? Và sự khác biệt, đúng không nào? Căn bản ấy, nó cùng một bản chất. Quan điểm tôi là cùng một bản chất. Tôi marketing online ấy, thành công ấy, là do gì ạ? Tôi marketing online thành công ấy, là do mình đã làm marketing thực tế tốt rồi. Có nghĩa là marketing offline ấy, mình cũng làm rất tốt. Online và offline nó không khác nhau. Chẳng qua là chúng ta đưa các cái chiến lược, các cái mô hình offline ấy, các cái cách thức ấy, lên trên không gian mạng thôi. Và trên không gian mạng này ấy, thì nó có gì ạ? Chúng ta phải hiểu, đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu về không gian mạng, nó là một cái đấy, đối với offline này.
À, lợi thế này, lợi thế kinh doanh online. À, lợi thế kinh doanh online này, khi mà chúng ta offline và offline đúng không ạ, chúng ta làm offline này thì chúng ta sẽ bị khống chế bởi gì ạ? Offline và online nhá, chúng ta sẽ nhìn này, đây chúng ta sẽ phân biệt. Mà chúng ta làm offline ấy, chúng ta bị cố định ở trong một cái địa chỉ cố định đúng không nào, có nghĩa là vị trí địa lý, địa lý đúng không? Còn đối với kinh doanh online ấy, thì chúng ta không bị thuộc, không bị phụ thuộc để cái không gian nào hết đúng không? Ngay ở trong buổi Zoom này tôi biết rằng là các bạn ở trong buổi Zoom này ở mọi miền ở trong Việt Nam này, có bạn ở Hà Nội, có bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh, có bạn ở Lâm Đồng, có bạn ở Tiền Giang, có bạn ở Ninh Thuận, đúng không? Có bạn ở Nghệ, có các bạn ở mọi vùng ở trên tổ quốc này đúng không? Chúng ta vẫn ngồi đây để học, đâu bị khoảng cách đâu. Đó là cái lợi thế thứ nhất. Thứ hai ấy, là phụ thuộc vào mật độ dân cư đúng không? Bạn kinh doanh ở huyện đó, nó khác với ở tỉnh, kinh doanh ở tỉnh nó khác với ở xã, ở xã mà thuộc cái thành phố trực thuộc trung ương nó khác với cái xã mà ở miền đồng bào dân tộc vùng núi đúng không? Nó phụ thuộc vào mật độ dân cư, còn đây nó không bị phụ thuộc, không bị phụ thuộc online ấy, đúng không? Ở đây là online này. Đó, chúng ta nhìn nhá. Đó, online và offline không bị phụ thuộc đúng không? Không bị phụ thuộc, không bị phụ thuộc về mật độ dân cư. Bất cứ ai trên internet này đều là khách hàng của chúng ta đúng không nào? Và đối với offline đó thì chúng ta khó để đúng không ạ, chúng ta phải bị phụ thuộc vào vấn đề về có cái vấn đề gì ạ? Không gian, thời gian đúng không ạ? Thời gian mở cửa. Còn online ấy, chúng ta mở xuyên luôn 24/7 luôn, 24/7 là làm lúc nào cũng được đúng không nào? Đấy, và cái mật độ dân cư này ấy, thì nó lại liên quan đến vấn đề là khống chế đúng không? Khống chế ở cái đơn hàng và khách tiếp cận đấy, đúng không? Còn đối với online, ngàn đơn một ngày là chuyện bình thường, ngàn đơn trên ngày bình thường đúng không ạ? Nhưng mà với cái shop nhỏ của bạn có nổi đúng không ạ? Có nổi 1.000 người vào không ạ? Rất là khó đúng không? Cái này ấy, nó hay lắm nha. Cái mật độ dân cư và cái khống chế đơn này, nó là một cái tư duy ấy. Nếu mà khi mà nói đến đây anh em mình có thể nhìn thấy này, với ấy, nó có một cái tỷ lệ đúng không? Tỷ lệ gọi là nó có một cái tỷ lệ click. Hay đây là đối với kinh doanh offline ấy, gọi là cái người gọi là lượt ghé thăm. Muốn ghé thăm cửa hàng á, thực tế online và offline nó không có khác biệt đúng không? Tại vì sao? Tại vì như này này, khi bạn làm một cái kênh về fanpage chẳng hạn, hay là làm Shopee chẳng hạn, bạn làm rất là bình thường ấy, thì lượt ghé thăm rất là ít, lượt tiếp cận rất là ít. Cũng giống như bạn vậy á, bạn làm một cái shop mà nó không bắt mắt, nó rất là xấu, rất là xấu và nó không được sạch sẽ đúng không ạ? Nó rất là lằng nhằng, nó rất là ồn ào, thì chắc chắn rằng cái lượt ghé thăm nó ít rồi đúng không? Thì cũng từ cái tư duy offline mà ra mà thôi đúng không? Thì bạn mình phải làm cho nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó tuyệt vời hơn, và gì ạ? Tỷ lệ click nhiều đó, hay là tỷ lệ ghé thăm nhiều thì sẽ bán được nhiều hàng, đấy là điều đương nhiên đúng không nào? Và lợi thế khi mà kinh doanh online rõ ràng rồi, chúng ta không bị phụ thuộc về thời gian, không bị phụ thuộc vào không gian, không bị phụ thuộc về gì ạ? Ở mật độ dân cư đúng không? Thậm chí là chúng ta không bị thuộc vào giá bán luôn, chúng ta có thể phá giá bán lẻ lung tung được ở trên internet này về giá cả nữa, giá cả đúng không? Đấy, phá giá đúng không? Đối với kinh doanh offline chúng ta khó để phá được giá cả, hoặc là tăng giá. Nhưng mà như sản phẩm bạn rất là ổn nhưng bạn bán giá cao không được đâu đúng không? Tại vì bán giá cao người khác sẽ bỏ đi, người ta không mua nữa. Còn đối với online ấy, mình bán giá thấp cũng được để bán được số lượng nhiều, hay là mình bán giá cao cũng được đúng không? Nếu như mà tự tin vào sản phẩm mình, chất và chất lượng đúng không, thì mình hoàn toàn có thể là mình làm ổn được cái chỗ này. Và đây là những cái lợi thế khi mà kinh doanh online. Thì bây giờ đó là từ những cái vấn đề đấy thì chúng ta đi đến cái hình thức internet. Đây là hình thức nào đúng không? Có rất là nhiều cái hình thức để chúng ta có thể kiếm tiền tại nhà trên internet. Đó, bây giờ hình thức nào là hình thức tốt và tuyệt vời, đó là hình thức phải kể đến về nếu bạn làm kinh doanh thì bạn làm dropshipping, tức là bán hàng không thông qua khâu vận chuyển, bán hàng
Hai là hình thức affiliate, đây là hình thức gì ạ? À, cộng tác viên online thôi, đây là tiếp thị liên kết đó. Tiếp thị đúng không? Tiếp thị liên kết à, nó cũng giống như là dropship nhưng mà đây là gì ạ? Mình ăn affiliate đúng không ạ? Affiliate thì nó mình không có tập trung cái khâu gì ạ? À, không tập trung, cũng tương tự như là dropship nhưng mà cái này mình sẽ ăn hoa hồng. Hoa hồng khi mà làm môi giới. Hay là chúng ta có thể làm đào tạo. Bạn có một kỹ năng gì đó đúng không ạ? Ví dụ kỹ năng về nấu ăn, hay là kỹ năng về tin học, hay là bạn có kỹ năng về hát, hay là bất kể múa, hay là kỹ năng nói chuyện, hay là kỹ năng gì đó bạn có thể là đóng gói, quay clip để bán các khóa học, đúng không? À, hay là các bạn có những kỹ năng liên quan đến chuyên môn, bán chuyên môn của mình, bạn có thể lên các kênh như là freelancer, đúng không ạ? Fiverr, đúng không ạ? Bạn bán cái chuyên môn kỹ năng của mình. Nếu như bạn không có một cái kỹ năng gì hết thì đó là một cái điều dở rồi. Và đây này, đấy vừa sau này mình nói rằng ấy, lợi ích khi mà làm marketing này, bạn có thể bán bất cứ thứ gì này, giới thiệu các cái dịch vụ này, giới thiệu sản phẩm số này. Và khi mà bạn marketing nhá, chính bản thân marketing nó là một sản phẩm. Bạn hiểu không ạ? À, chính marketing là một sản phẩm. Và trong marketing online đúng không? Đây, chính chức của chỗ này, đúng không? Chúng ta đây là cái hình thức kiếm tiền online, chúng ta quay lại một tí này. Chúng ta có thể làm dropship, làm affiliate, làm đào tạo, làm chuyên môn. Đúng không? Bán cái chuyên môn của chính bản thân mình. Đó. Thì đây là những cái hình thức kiếm tiền tại nhà mà admin, đây là bản chất nhá. Còn lại là làm sao để kiếm được thì nó có liên quan đến các cái nền tảng nữa. Đúng không nào? Ví dụ như là làm affiliate, chúng ta có thể làm trên AccessTrade, chúng ta có thể làm trên MadOffer, Affiliate, CZ, Clickbank, rất là nhiều. Đó. Đối với dropship thì chúng ta có rất là nhiều liên hệ với các nguồn hàng. Điển hình như là Fori có rất là nhiều nguồn để rất là tuyệt vời, chúng ta có thể làm dropship. À, nếu bạn là có một người là một kỹ năng rất là tuyệt vời trong một cái gì đó thì bạn có thể là hướng dẫn lại người khác, đúng không nào? Đấy, hai bạn có một cái chuyên môn đúng không ạ? Như là ví dụ như là chuyên môn về lịch sử, hay là chuyên môn về marketing, chuyên môn về kế toán, chuyên môn về tài chính, chuyên môn về marketing, bạn có thể bán cái chuyên môn này của mình đúng không? Online thôi. Đấy, thì ở chỗ này admin sẽ cho bạn biết chính marketing nó là một cái sản phẩm tuyệt vời như thế nào. Tại vì như thế này nhá, và marketing online ấy, nó sẽ gồm những nội dung gì, đúng không? Sẽ xem nhá, các nội dung trên marketing, đối với marketing online này, đó là Facebook marketing, bán hàng trên Facebook, sử dụng Facebook để quảng bá. Đấy, bán hàng trên các kênh social network. À, tức là bán hàng ở trên kênh gì? Ở kênh YouTube này, bạn có thể làm review để bán hàng trên YouTube này, bạn bán hàng trên TikTok này. Cái hình thức là bán hàng trên TikTok thì bây giờ là rất là nhiều người đang sở hữu sử dụng nhá, đúng không nào? Đó, bán hàng ở trong các cái forum này, đúng không? Làm cha mẹ web tinh tế vân vân, đúng không? Rất là nhiều. Đúng không? Đây là thương mại điện tử này, thương mại điện tử. Và trong thương mại điện tử thì rõ ràng rồi, đúng không ạ? Chúng ta rõ ràng là như này, tôi sẽ cho anh mình một cái sơ đồ tư duy, cái sơ đồ cây. Cái sơ đồ cây này nó là một cái sơ đồ đỉnh cao luôn. Mọi người sẽ thấy rằng trời ơi, bây giờ là cái gì cũng thể kiếm được tiền nếu như mà chúng ta biết marketing. Đó là lý do tại sao mà em nói rằng chỉ cần một cái từ khóa thôi, đó là marketing, bán hàng đẳng cấp ở chỗ này. Đó, trong thương mại điện tử chúng ta mà học bán hàng trên Shopee đúng không nào? Đó, học bán hàng trên Lazada đúng không? Đó, trên Tiki đó, dài ra nữa, rộng ra nữa đi, tại vì cái này là không đủ rồi. Đấy, trên Sendor đúng không? Trên các cái web có chức năng thương mại và các cái web có chức năng thương mại, website có chức năng thương mại, đúng không nào? Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ bán hàng trên cái website và blog, đúng không? Đây là những cái nội dung chủ yếu. Còn bây giờ vào phân tích kỹ nhá, từng cái nội dung này. Facebook marketing nó sẽ gồm gì ạ? Bán hàng trên Facebook cá nhân. Facebook cá nhân, đúng không? Phải học cách bán hàng trên Facebook cá nhân đó. Học cách làm một cái fanpage, làm sao để thu hút được bán hàng trên fanpage. Lập fanpage thì rất là đơn giản, nhưng mà làm sao bán hàng trên fanpage hiệu quả thì chúng ta cần phải có một cả bầu trời tư duy ở trong đó đó các bạn ạ. Bán hàng trên cái hội nhóm, đúng không? Nhóm ai cũng thể tham gia được, nhưng mà làm sao để bán được hàng trong nhóm. Mình đăng sản phẩm ở trong nhóm đó và người khác mua hàng trong nhóm đó, đó mới là vấn đề, đúng không nào?
Rồi bán hàng bằng live stream, đúng không? Live stream các bạn ngại không dám live stream thì là vấn đề này bỏ qua, nhưng mà nếu như mà bạn làm thời trang, bạn làm mỹ phẩm, bạn làm những cái liên quan đến dịch vụ, liên quan đến thương mại, bạn cần phải làm live stream đó. Không biết live stream mà hơi bị dở đó. Tiếp theo là trong Facebook nó còn chạy quảng cáo nữa, quảng cáo. Thì bây giờ mình sẽ tách nó xuống cho bạn nhìn cái sơ đồ này nó sẽ làm gì ạ. Sơ đồ này các bạn có thể nhìn thấy nó như là gì ạ, như là ma trận, đúng không ạ? Bạn có thể nhìn thấy, trời ơi, quá trời thứ mà chúng ta phải học. Đây là cái về kênh nhé, đây là về kênh thôi ạ, đây là về kênh thôi ạ, chưa phải là hết, chưa phải là mọi thứ đâu, đúng không? Ok, trong cái buổi này là cái buổi chia sẻ thôi, đúng không ạ? Còn nó học marketing ở đâu, hiệu quả như thế nào thì ở trong các buổi tiếp theo và xíu nữa, đúng không ạ, admin sẽ chia sẻ cho mọi người. Và trong cái buổi này là chia sẻ kiến thức thôi, đúng không ạ? Nhưng đừng nói vấn đề về học tập khóa học gì ở đây hết, đúng không nào? Đó, thì đây là cái vấn đề mà nhìn nhận đó, đúng không ạ? Nhìn nhận tư duy, cái cách thức khác, đúng không ạ? Còn lại cái vấn đề đào tạo học cái gì đó, tính tiếp để nhìn được cái bây giờ là chúng ta cần phải học cái gì hả, đúng không nào? Chúng ta còn chưa biết mình đang ở vị trí nào mà ngày trong buổi này chúng ta cứ thoải mái chia sẻ thôi. Còn lại học xong hay là muốn như thế nào đấy từ từ, đúng không nào? Và đây là cái mà thật sự luôn là tôi rất là tâm huyết, và những bạn ở trong special là những người mà được học những cái này, đúng không nào? Vậy website và blog này, website thì website bán hàng này còn vô cùng nhiều thứ này. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó như là một cái ma trận luôn. Đấy, bạn có thể nhìn thấy rằng nó nhiều cái này này. Có thể chụp màn hình lại nhá. Đó là lý do tại sao các bạn không thành công, đúng không? Chưa thành công các website, chưa ăn thương mại. Tiếp theo là web blog thì nó sẽ gồm những cái vấn đề gì? Nó sẽ gồm những cái liên quan đến web bán hàng, website bán hàng. Thứ này mình sẽ cho các bạn tất cả cái review này luôn, website về review tức là giới thiệu sản phẩm, và bằng blog đó là về blog thương hiệu cá nhân để chia sẻ kiến thức, tạo ra cho mình một cái thương hiệu cá nhân, đúng không ạ? Đó. Và bây giờ các bạn xem là mình có những kiến thức gì rồi, đúng không nào? Và để chứng minh một cái vấn đề là tôi nói rằng đấy là khi mà bạn biết marketing ấy, là bạn đã gì ạ? Khi mà bạn biết marketing ấy, đó là đỉnh cao luôn rồi. Bạn biết marketing đó là gì ạ? Đó là cái mà cực kỳ tuyệt vời luôn, không có điều gì mà tuyệt vời hơn nữa. Có nghĩa là có tiền ngay lập tức. Marketing, đúng không? Nội dung trong marketing. Đây này, nội dung trong marketing nhé. Nội dung trong marketing nhé. Chưa hết, đây là vấn đề về kênh quảng bá. Ok ạ? À? Đây là thêm một cái chỗ này là kênh quảng bá. Nha, nhớ nhé. Đây là những cái kênh thôi. Đây là những kênh cho bạn xem là bạn đang kinh doanh bao nhiêu kênh nhé. Bạn đang kinh doanh bao nhiêu kênh nhé. Đó. Đang được bao nhiêu kênh ở chỗ này rồi. Đây là vẫn chưa hết đâu. Đây là mới loại sơ bộ thôi. Còn lại một vấn đề, đó là kỹ năng nhá. Để triển khai được hết tất cả những kênh này, nó đòi hỏi một cái bộ kỹ năng. Bạn hình dung không ạ? Nên là bạn đừng có nhầm tưởng là bạn đi học một cái khóa học liên quan đến Shopee là bạn sẽ ổn, đúng không? Hay là bạn học một cái khóa học về làm website là bạn sẽ ok. Đây là nó về kênh thôi, nó chưa phải là kỹ năng, đúng không ạ? Đấy, tiếp theo cái phần 2 của nội dung trong marketing đó, kỹ năng sẽ gồm kỹ năng gì, đúng không nào? Và xíu này mình sẽ cho các bạn tất cả những cái review liên quan, các bạn sẽ cảm thấy là ồ trời ơi, nó thật là tuyệt vời, đúng không? Kỹ năng, bây giờ kỹ năng trang bị gồm cái gì? Nên ra vì học về kênh nó là một vấn đề khác, học về kênh nó chỉ là cái chuyển đổi các cái kỹ năng này ra thôi. Và bạn học, muốn học cái bản chất của marketing ấy, bạn học cái vấn đề này để giải quyết toàn bộ tất cả những gì mình mong muốn. Ok. Và kỹ năng gồm kỹ năng gì? Kỹ năng đầu tiên đó là vấn đề về hình ảnh. Phải làm được cái hình ảnh đẹp. Phải hiểu về hình ảnh là gì. Hình ảnh marketing là gì, đúng không? Ai cũng có cái sản phẩm đó. Đây, nhà cung cấp cho mình một cái bộ sản phẩm, đúng không ạ? Ai cũng có một cái sản phẩm như thế này, đúng không? Thời trang, bạn có thể nhìn thấy thời trang áo khoác nỉ, đúng không nào? Ai cũng biết là có cái thời trang như thế này, hay là gì ạ? Áo crop top. Ai cũng biết là có những cái sản phẩm như thế này, đúng chưa? Đấy, ai cũng có cái sản phẩm này, ai cũng có cái bộ ảnh này hết. Nhưng, đúng không? Nhưng này,
Nhưng mà bạn biết là một cái ảnh cho nó đẹp hoặc là tuyệt vời hơn không ạ? Không nào? Bạn có thể làm được một cái ảnh nó tuyệt vời hơn không? Bạn có thể làm ra được những cái ảnh cực kỳ tuyệt vời và đúng không? Cái áo đúng không? Đồ này thì ai cũng có này, nhìn nhá. Đây là cái bộ ảnh mà ai cũng có thể có này, đúng không nào? Nhưng mà bộ ảnh này không phải ai cũng có đâu, đúng không nào? Tách nền ra, nhìn thấy là chuyên nghiệp rồi. Tuyệt vời không ạ? Cực kỳ đỉnh cao luôn, đúng không? Đấy, cực kỳ chất. Bạn có không? Đúng không? Chứ không phải ảnh nó là một cái đơn thuần. Có những cái khóa học Photoshop nó trị giá 20 triệu ấy. Đúng không? Trong Photoshop nó gồm AI nữa. Đấy. AI, Photoshop và làm rất là nhiều các cái kinh khủng luôn. Nếu mà học thật sự một cái khóa mà về gọi là đồ họa, chính xác là từ đồ họa nha các bạn. Như là học vài bằng đúng không ạ? Vài bằng liên quan đến hình ảnh. Đó. Nó có rất là nhiều khóa học. Đấy, làm cái hình ảnh để mình làm cái kênh của mình nó tuyệt vời hơn. Đúng chưa? Còn không là nó chỉ như thế này thôi. Đó là về kỹ năng đầu tiên phải nói tới trong marketing. Kỹ năng trong marketing. Bạn có bao nhiêu kỹ năng rồi nhá? Bạn phải làm được một cái hình ảnh đẹp. Bạn làm như thế nào để hình ảnh đẹp? Mình phải học đó. Hai là mình phải làm được một bài viết hay, bài viết chất lượng. Nhà cung cấp cho mình đúng không ạ? Cho mình những cái thông số về cân nặng, đúng không? Chiều cao chất vải. Bạn có thể biến nó thành một cái bài viết dài như thế này, đúng không? Để cho nó hay như thế này thì nó mới tạo ra chuyển đổi, nó mới tạo ra người mua được, đúng không nào? Chứ không là không ai mua của mình cả, đúng không nào? Nhà cung cấp cho mình cái sản phẩm như vậy đó. Nhưng bây giờ là mình làm sao, đúng không ạ? Mình làm sao để có những cái hình ảnh đẹp, đúng không nào? Trang trí cho nó tốt và viết được một cái bài viết nó chỉnh chu, nó không có bị sai lỗi chính tả, nó có câu có cú, đúng không ạ? Nó có dòng, nó có ngắt đoạn, mình phải hiểu được nó. Chúng ta rất là thích đọc báo, đúng không nào? Và khi mà đọc báo mà chúng ta biết một cái từ nào sai lỗi chính tả đấy là chúng ta chửi má cha mắng mẹ thằng làm nhà báo luôn, đúng không nào? Mình chửi nó rằng là mình còn chưa đi học, đúng không? Học làm nhà báo mà viết sai lỗi chính tả, và chúng ta là người làm nghệ thuật, đúng không? Nghệ thuật ở đây là gì? Là người làm trên internet. Người làm trên internet và chúng ta phải biết được cái cách, đầu tiên là về vấn đề bố cục, hay chưa cần biết phải có bố cục khá, đúng không nào? Và đấy là kỹ năng thứ hai. Tiếp theo đó là kỹ năng về chỉnh sửa, đúng không ạ? Về làm video, làm giới thiệu. Đấy. Đây là nói chung toàn bộ đây là gọi là vấn đề kỹ năng về làm content, đúng không ạ? Tiếp theo kỹ năng về content đó là kỹ năng về sell talk. Kỹ năng về sell tức là làm cho mọi thứ trở nên tối ưu hơn. Làm mọi thứ trở nên là mình người khác có thể tìm kiếm được, đúng không ạ? Tìm kiếm trên các công cụ. Như là sau này mình kiếm cái shop, đúng không ạ? Như cái shop về cà phê của mình. Đấy, sell to. Kỹ năng tiếp theo, đúng không? Kỹ năng đây là hình ảnh này. Content, đây là nói. Đây là kỹ năng gọi là về mặt bản chất, đúng không? Về mặt gọi là hình thức đấy. Còn bản chất của nó là chúng ta phải ở kỹ năng một chút về chỉnh sửa hình ảnh. Gom vừa ở đây nhé, chỉnh sửa hình ảnh này. Tí, đúng không? Viết bài chúng ta phải có kỹ năng về ở bố cục bài, triển khai ý trong marketing, đúng không? Trong quảng bá, trong viết, đúng không? Trong viết bài. Kỹ năng về làm video, đúng không? Chúng ta có thể edit những cái video bằng những phần mềm như Camtasia, đúng không? Và rất là nhiều phần mềm, đúng không? Produce, đúng không? Về edit video, về quay video một tí, hay là làm review nói chuyện một tí để lồng ra được những cái, ví dụ như là làm ra được những video như ở trên kênh TikTok này của admin này, đúng không? Chúng ta có thể làm ra những cái video như thế này, đúng không? Chúng ta cũng tiếp tục tạo ra một hình ảnh khác biệt trong marketing. Đấy. Bạn có thể đăng ký kênh TikTok của Phi nhá, là Foreign Marketing nha, hay là Dropship Thực Chiến.
Đấy, và chúng ta có thể tạo hoàn toàn tạo ra được những cái video như thế này. Nếu chúng ta chỉ cần biết một tí thôi, đúng không ạ? Chỉ cần biết một tí thôi về làm quay video chẳng hạn là đã ok lắm rồi. Đấy. Nói chung là viết content, về làm content, về SEO top, kỹ năng về SEO, đúng không ạ? Chúng ta phải làm các cái quy trình digital, đúng không ạ? Digital tức là dẫn SEO, dẫn SEO chuyển đổi, dẫn SEO, đúng không ạ? Phát triển hệ thống kênh. Dẫn SEO là phát triển hệ thống kênh. Hệ thống kênh là vừa xong cái chỉ rồi đó. Hệ thống kênh là đây là hệ thống kênh này, Facebook này, các kênh social network này, các kênh thương mại này, bốn hệ thống kênh đỉnh cao lớn nhất bây giờ. Quay đi quẩn lại nó cũng chừng này, và để vận hành được chừng này á, vận hành được toàn bộ những cái vấn đề này á, đúng không? Là như thế này. Rồi tiếp theo là chúng ta có phần có một số cái kỹ năng về gì ạ? Chiến lược trong kinh doanh. Kinh doanh nó chiến lược không ạ? Cùng bán một cái sản phẩm, đúng không? Tôi và bạn cùng bán một sản phẩm, đúng không? Bạn bán một cách đơn thuần, còn tôi vừa bán vừa tặng. Đó, bạn bán bạn không có free ship, tôi bán free ship. Đúng không nào? Bạn bán và bạn bán một lần là thôi, còn tôi bán và tôi hỏi lại chăm sóc khách hàng. Ờ chỉ để gì ạ? Để khách hàng người ta hiểu hơn về sản phẩm của mình và người ta sẽ mua tiếp theo những cái sản phẩm tiếp. Đúng không nào? Và bạn bán một cách bình thường. Tôi bán bằng hình ảnh đẹp. Bạn bán bằng đúng không ạ? Bằng cách giới thiệu và đăng spam rất là nhiều, còn tôi bán bằng gì ạ? Bằng các cái kênh đúng không, phù hợp. Bạn bán lung tung đúng không ạ, còn tôi bán có trọng tâm trọng điểm. Đây là vấn đề về chiến lược, và chúng ta không có kỹ năng này chúng ta sẽ thất bại thôi, đúng không? Bây giờ tôi không cần biết là anh em mình đang bán cái sản phẩm gì trên internet, sản phẩm cũng được, dịch vụ cũng được, sản phẩm vật chất cũng được, sản phẩm số cũng được, cái gì cũng được, ô tô cũng được, cái bút chì cũng được, cái cục tẩy cũng được, thuốc men, cái gì cái gì cũng được. Không có những cái kỹ năng này, không biết triển khai trên những cái vấn đề này á, thất bại là điều đương nhiên. Okay, chúng ta phải nhìn nhận nhau như thế. Ok đó, phải có cái kỹ năng về chiến lược, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta phải có cái kỹ năng về tư vấn, không ạ? Tư vấn, đúng không? Tư vấn hay là nói chuyện đây là một nghệ thuật, không phải đơn thuần có những cái gì ạ, người ta viết ra cái cuốn là gì, khéo ăn nói có được thiên hạ lắm, đúng không? Hay là các cái nghệ thuật, đúng không? Tư duy, các vấn đề về nói chuyện, vấn đề về đắc nhân tâm, đúng không? Cuộc sống không đơn thuần mà người ta tự nhiên viết ra những cuốn sách đó. Đây là cái nhu cầu thực tế, cũng như đó là những cái kỹ năng mà chúng ta cần trang bị trong cái quá trình mà làm kiếm tiền online. Và ôi sao mà kiếm tiền online thì học nhiều thứ như vậy hả? Nếu mà không học những cái thứ như vậy thì chúng ta học điều gì? Admin đã nói rồi, như này, đúng không? Đã nói rồi. Chúng ta luôn muốn là ông bày tôi cách kiếm tiền đi. Nhưng mà khi nói về học quảng bá ấy, thì đấy chịu học. Rõ ràng không ạ? Ok, lúc nào cũng nói rằng tôi có sản phẩm ngon lắm, nhưng mà gì ạ? Tại sao tôi không bán được? Tại sao tôi chưa giàu? Luôn luôn muốn kiếm tiền nhưng mà không bao giờ muốn học. Đúng không? Và làm sao, đúng không? Làm sao? Câu chuyện đó là lúc nào đến được để được giải quyết bây giờ? Làm sao để bán được hàng? Đây. Nội dung trong marketing nó lại một lần nữa, đó là về kênh quảng bá, phải xác định được kênh quảng bá trên internet. Đây là toàn bộ là đấy, bốn hệ thống kênh này gần như là hết rồi. Ôi nói rằng vậy, ủa vậy là hết rồi thì tất nhiên rồi. Tại vì sao? Tại vì ở đây chứa khách hàng. Tại sao phải mang lên, đúng không? Tại vì sao phải mang kiến thức của mình lên trên TikTok để mình quảng bá, đúng không nào? Tại sao á mình phải làm ra cái Shopee, đúng không? Tại sao phải làm một cái hình ảnh đẹp trên Shopee như thế này, đúng không? Tại sao phải đưa lên Shopee? Tại sao phải làm ra một cái website như thế này, đúng không? Tại sao phải làm cái website như thế này, đúng không? Tại sao phải làm kênh review như thế này? Tại vì ở đây nó có khách hàng. Tại sao cần phải làm kênh YouTube như vậy? Tại vì ở đó nó có khách hàng, đúng không nào? Đó, tại sao phải có cái kênh YouTube? Tại sao cần phải làm video? Tại sao cần phải làm hình ảnh? Muôn vàn câu hỏi tại sao, và chúng ta không có gì trong tay hết thì bây giờ kiếm tiền kiểu gì, đúng không? Tôi có cho các bạn một cái sản phẩm có kiếm tiền triệu một cái sản phẩm đi chăng nữa, bạn không bán được thì cũng vứt đi, không bằng cái việc là bạn làm một nghề gì đó đi. Và bây giờ chúng ta luôn luôn đặt mình ở cái góc độ là chúng ta luôn ở luôn muốn kiếm tiền nhưng mà đích không chịu học một cái gì hết, và cũng chẳng chịu đầu tư nghiên cứu, đầu tư học, đúng không nào? Ở trên kênh YouTube của admin đó là Forex Center, các bạn hãy bấm subscribe, đúng không ạ? Tất cả mọi người bây giờ vào trong kênh YouTube, tôi sẽ cho các bạn một vài giây, đúng không ạ? Một vài phút, đúng không ạ? Nếu mà anh em nào trên bằng điện thoại hoặc là bằng máy tính của mình gõ trên YouTube nhé, gõ trên kênh YouTube, gõ từ Forex Center và đăng ký ngay cho admin kênh này.
không muốn học thì bạn lên trên kênh này làm ơn. Trên này có những cái buổi Zoom của VIP member, của những người rất là nhiều kinh nghiệm ở trên này. Trên cái buổi học đào tạo có những cái khóa học cả chục triệu ở trên này, được bật mí, được đó. Đúng không? Ở trên này các bạn bấm vào đây và bấm cho admin một cái subscribe vào cho kênh này. Được không ạ? Ok không ạ? Ok. Được không ạ? Tất cả mọi người bấm một cái subscribe vào trong cái kênh này đối cho admin được không ạ? Tất cả mọi người ạ. Ok không ạ? Ok, bấm ok nào. Cực kỳ nhiều video. Tất cả mọi thứ ở trên này luôn. Từ YouTube, từ bán hàng trên market, từ bán hàng trên Facebook, từ làm dropship, từ làm website, vân vân và mây mây ở trên này. Ok không ạ? Tích ngay vào kênh YouTube và đăng ký kênh tuyệt vời này. Đúng không ạ? Và thậm chí, đúng không ạ? Là những cái kiến thức admin sẽ quay lại đưa vào trên này. Đưa này cho mọi người. Ok. Tiếp theo nữa nhá. Tư vấn nói chuyện. Đúng không ạ? Và bạn cảm thấy cái buổi nói chuyện, buổi học này, buổi chia sẻ này nó có tuyệt vời không ạ? Nó có hay không ạ? Nếu mà hay thì bạn cảm thấy tuyệt vời mà comment một cái từ tuyệt vời làm động lực cho admin nói tiếp, chia sẻ tiếp những kiến thức tiếp theo nào. Tuyệt vời không ạ? Buổi trend này tuyệt vời không ạ? Hay không ạ? Bạn cảm thấy thú vị, có ích và trời ơi, trước giờ mình chưa nghe thấy những kiến thức này và nghe nhiều cái kiến thức này lắm rồi nhưng mà ngày hôm nay nó lại là ở một góc độ khác. Đúng không? Nghe nhiều lắm rồi nhưng mà ngày hôm nay nó lại là một cái tư duy khác. Có như vậy không ạ? Ừ, cái chỗ này, cái ông này nói cái chuyện này tôi biết thừa từ lâu rồi. Đúng không? Nhưng mà tôi vẫn chưa làm được. Tại vì sao tôi vẫn chưa làm được? Đúng không? Tôi biết thừa nhưng mà tôi vẫn không làm được. Đúng không nào? Tuyệt vời không ạ? Ổn không ạ? Đó. Và chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta học với nhau là chúng ta học cái gì ạ? Đúng không? Mùa dịch này chúng ta học cái gì ạ? Đấy, học hình ảnh. Đúng không? Học video, học SEO top, học digital, học chiến lược, đúng không ạ? Học tư vấn, học cách nói chuyện, đúng không ạ? Đó, và chúng ta có học cái kỹ năng để xác định, đúng không ạ? Quản lý thời gian không? Quản lý thời gian không ạ? Đúng không? Thời gian. Tôi biết rất là nhiều bạn đọc ra cho admin mỗi câu hỏi rằng ủa sao admin vừa làm tài chính này, vừa làm, đúng không ạ? Nhà nước này, vừa làm dropship, vừa làm kinh doanh, vừa làm dịch vụ, vừa làm đào tạo. Thời gian đâu mà làm được nhiều như thế? Đúng không? Đúng không? Quản lý thời gian chúng ta có kỹ năng này không? Không có kỹ năng thời gian. Đúng không? Chưa nói về vấn đề kỹ thuật này. Quản lý thời gian đó là một cái kỹ năng rồi. Đúng không? Rồi quản lý tài chính. Tài chính. Đúng không? Chúng ta có kỹ năng quản lý tài chính chưa? Chưa có. Đúng không? Chiến lược cũng không có. Không biết sale, không biết content, không biết video, không biết hình ảnh, không biết viết bài. Không có chiến lược, không biết tư vấn, không biết cách nói chuyện, đúng không này? Đó. Không mất cách quản lý, quản lý hệ thống. Đấy, có cả một cái hệ thống kênh như thế này và làm sao để cho nó vận hành một cách trơn tru và làm sao để cho nó tạo ra chuyển đổi, lại làm sao để cho nó tương tác được với rất rất nhiều khách hàng, đúng không? Thì phải có cái quản trị, quản lý như thế này và chúng ta phải có tầm nhìn và chúng ta phải học cái cách quản lý này một cách bài bản bằng những công cụ rất là bình thường như là Excel, đúng không? Bạn có thể nhìn thấy admin, bấm ở đây, bấm vào chữ hệ thống kênh và hệ sinh thái của Forex Center, bạn sẽ thấy rằng ở trong Forex Center có như thế nào nhé. Admin quản lý bằng những kênh rất đơn giản. Đây là danh sách tổng quan hệ thống kênh, tổng quan hệ sinh thái ngách của Forex Center về cái nhóm Zalo đó, đúng không nào? Ở đây là 19 cái nhóm. Đó, 19 cái nhóm Zalo được quản lý ở đây. Và bây giờ mình muốn quản lý nhóm nào, mình click vào trong một cái thôi nó sẽ đi về cái nhóm đó. Ví dụ như là nhóm 19 chẳng hạn, đúng không? Đây là nhóm tổng 19 có hơn 268 thành viên này, đúng không ạ? Nhóm thời trang 1 chẳng hạn này có hơn, đúng không ạ? 1000 thành viên, đúng không ạ? 999 thành viên, đúng không ạ? Nhóm thời trang 2, đúng không ạ? Nhóm thời trang 2 có 885 thành viên, nhóm thời trang 3, đúng không nào? Có 1000 thành viên và có bao nhiêu người đang chưa vào được? Có 26 người chưa vào được. Nhóm thời trang 4, đúng không ạ? Thời trang 4 thì đang làm, đúng không nào? Ba nhóm thời trang hơn 3000 người, đúng không? Nhóm phụ kiện 1. Đấy, nhóm phụ kiện 1 hơn 263 người. Nhóm phụ kiện 2. Đúng không? 844, nhóm phụ kiện 3 bao nhiêu rồi nhỉ? Một khi mà làm nhiều quá cũng không biết. Nhóm phụ kiện 3 839 người. Đây này, kênh ở chỗ này đây này nhá. Nhìn đây này, đúng không ạ? Đây này, nhìn rõ lên nhá. Đấy, 830 này, nhóm thời trang ở nhóm PK4 đã phụ kiện 4.
995 người đấy, và rất nhiều các nhóm khác nữa, đúng không nào, cực kỳ nhiều. Và đây thời gian, đúng không, và ở đây là nhóm về visa, về đồng hồ, về phụ kiện, đây là các cái ngách về đấy. Nhỏ lại một tí nhé cho các bạn nhìn thấy là nó nhiều như thế nào. Đây đấy, quản lý các cái nhóm Zalo bằng một cái Excel như thế này online luôn, đúng không, là các cái nhóm mà đào tạo của mình đó, các nhóm về phụ các nhóm về sản phẩm, đúng không nào. Đấy rồi, đây là cái vấn đề về Zalo thôi, các vấn đề về hệ thống group của Facebook, đúng không, group về học về website, học về dropship, học về affiliate, học về tool phần mềm, chia sẻ các vấn đề tool phần mềm, học về website này, đúng không nào, rồi là các cái group này liên quan đến dropship này, liên quan đến đồ gia dụng, liên quan đến dropshipping này, đúng không nào. Đó, và hệ thống kênh Facebook, đúng không? Với đối với group ấy, thì có group gì ạ? Group về visa, về phụ kiện, về túi sách, về đồng hồ, về thời trang, về phong thủy, về túi, đúng không? Về túi sách này, visa này, đúng không? Rồi là các cái hệ thống group về đào tạo, đúng không nào? Như là về API, đúng không? Vân vân, về API, về dropship này, về các kỹ năng chuyên môn này. Đấy, hệ thống website thì ở đây có khoảng đâu đó khoảng hơn, bây giờ nó khoảng hơn 20 cái website rồi. Đấy. Rồi là các cái vấn đề về kéo phễu, về kênh, đúng không nào, và chúng ta quản trị toàn bộ cái này gọi là quản trị hệ thống. Và quản trị hệ thống tốt cộng với kỹ năng hình ảnh video, đấy là bản chất, đúng không. Đó, rồi cái vấn đề là chúng ta phải có kỹ năng về tuyển làm việc nhóm, chúng ta phải có kỹ năng về làm việc nhóm, vì đây chúng ta làm kinh doanh rồi, bây giờ chúng ta cùng với một số người nữa, đúng không ạ, chúng ta làm việc nhóm với nhau. Một mình làm thì không hết, nhưng mà bây giờ nhiều người làm thì ok không ạ? Thật sự là tuyệt vời luôn. Vậy chúng ta phải có kỹ năng về làm đội nhóm. Đấy, và ở đây, đúng không ạ? Ngay chỗ này thì chúng ta sẽ phải học. Ok, mọi người cảm thấy như thế nào? Bạn cảm thấy nhiều kiến thức phải học không ạ? Đúng không? Bạn cảm thấy nhiều kiến thức phải học ạ? Và đây cái gì á? Bây giờ chúng ta đầu tư, đúng không? Chúng ta nên đầu tư, đúng không? Chúng ta đầu tư. Đầu tư, đúng không? Chúng ta đầu tư vào đâu ạ? Đầu tư vào sản phẩm. Đúng không? Hay chúng ta nên đầu tư vào quảng bá, đúng không? Tất nhiên là đầu tư sản phẩm là điều đương nhiên rồi, nhưng mà bây giờ có rất là nhiều hình thức kiếm tiền, đâu cần phải là đầu tư sản phẩm, có nghĩa là đâu cần phải nhập hàng đâu, đúng không? Như là làm dropship hay làm affiliate, chúng ta không cần phải lo khâu hàng hóa nữa. Vậy chúng ta đầu tư vào gì ạ? Vào sản phẩm và quảng bá. Chính những người mà có sản phẩm thì người ta cũng muốn đầu tư vào quảng bá, nên người ta mới tạo ra mô hình dropship, nên người ta mới tạo ra mô hình affiliate, tức là chia sẻ lợi ích cho cộng đồng và nhờ cộng đồng bán hàng cho mình, và mình sẽ chia sẻ một phần hoa hồng, một phần lợi nhuận cho cái người biết quảng bá. Thì có phải rõ ràng ấy, là chỉ cần biết quảng bá là đã là gì ạ? Là đỉnh cao nhất, đúng không? Có phải là vấn đề cốt lõi trong kiếm tiền online đó là marketing không ạ? Đúng không ạ? Rõ ràng không ạ? Rõ ràng, đúng không? Phải đầu tư vào đâu? Rõ ràng phải đầu tư vào quảng bá rồi, chứ không phải không phải đầu tư vào đâu nữa, đúng không? Và đầu tư vào kiến thức bản thân mình, phải có kiến thức, phải có trình độ, bản thân mình phải được học rõ ràng. Thì ở đây, đúng không ạ? Ở đây là cái mà chúng ta cần phải nghiêm túc, đúng không ạ? Nhìn nhận, đúng không ạ? Chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận cái quá trình này. Còn lại vào trong, đúng không ạ? Chúng ta làm affi cũng được, chúng ta làm dropship cũng được, nhưng mà chúng ta cần phải học tất cả những kỹ năng nó không hề thừa một xíu nào. Cái kỹ năng nó không hề thừa. Kỹ năng này, đây là một kỹ năng rất là tuyệt vời. Đấy. Còn vừa, thậm chí là vừa kết hợp affiliate, vừa kết hợp dropship nữa. Vừa bán hàng trên Shopee, rồi là affiliate cái Shopee của mình luôn. Tiếp thị liên kết chính cái Shopee của mình để ăn vừa là tiền lợi nhuận ở dropship, vừa là tiền hoa hồng của Shopee. Đấy. Và ở đó là cái mà mình muốn nói với các bạn. Đó là cái điều thực sự là rất là tuyệt vời luôn. Đúng không nào? Đấy. Và các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Cảm thấy nhiều kiến thức không ạ? Ok, các bạn cảm thấy có một cái khái quát không ạ? Và trong cái phần sau này chúng ta sẽ nói về các cái mô hình kiếm tiền, đúng không ạ? Cái gọi là cái business model, cái business model. Ok, các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Em mình comment cái cảm nhận của em mình vừa xong ạ, đúng không ạ? Vừa xong, đúng không ạ? Chúng ta được chia sẻ những kiến thức này, em cảm nhận như thế nào? Comment nào.
Và đó là những cái mà các bạn cần phải trang bị. Đó là cái mà các bạn cần trang bị bằng mọi giá phải trang bị. Tốn bao nhiêu thời gian cần phải trang bị những vấn đề đó. Tại vì nếu không trang bị những vấn đề đó, đó thì chúng ta sẽ gặp khó khăn trong quá trình mà làm kiếm tiền. Chúng ta sẽ gặp khó khăn trong vấn đề về làm kiếm tiền online. Có sản phẩm nhưng mà chúng ta không marketing được. Đúng không nào? À, có dịch vụ nhưng mà chúng ta không quảng bá được. À, có mọi thứ mà chúng ta không có khách hàng. Đúng không? Đó là cái rõ ràng. Và trong cái buổi trend này, ngày mai ở đây thì mình sẽ phân ra có rất là nhiều thứ ở hình thức làm dropship. Ngày mai chúng ta sẽ học nghiên cứu về vấn đề về làm dropship, tức là bán hàng không cần thông qua không vận chuyển, chúng ta chỉ là người quảng bá thôi. Khi mà có đơn thì chúng ta sẽ chuyển cái đơn đó cho kho, tức là cái người mà quản lý hàng ấy, người ta sẽ đóng gói và ship đi, đúng không ạ? Và mình sẽ nhận được tiền như là người kinh doanh bình thường, thông qua Shopee, thông qua Sendor, thông qua app giao hàng. Chúng ta là như là người bán hàng bình thường, nhưng mà không cần ôm hàng, không cần phải nhập hàng. Đó, ngày mai chúng ta sẽ học về vấn đề này. Đấy, trong các buổi tới đây chúng ta sẽ học những vấn đề này. Và sau đó về dropship xong ấy, thì chúng ta sẽ học các vấn đề liên quan đến làm affiliate, có nghĩa là làm kiếm tiền với tiếp thị liên kết. Thì đó là cái quy trình mà trong cái quá trình thời gian tới đây mình chia sẻ, chúng ta sẽ làm việc với nhau, đúng không? Chúng ta sẽ làm việc với nhau ở những cái module đó. Có rất là nhiều thứ để chúng ta kiếm tiền, đúng không? Rất là nhiều sản phẩm chúng ta có thể kiếm tiền. Và trước mắt là chúng ta học cái quy trình hãng, đúng không nào? Sau đó là chúng ta sẽ vào học, chúng ta sẽ làm thử. Làm thử ok rồi sẽ làm thật, chứ không phải là làm pháp nó sẽ thành công ngay được. Giống như hiện tại bây giờ này, mình đang kinh doanh đâu đó là hơn 5-6 cái job rồi. Không phải tôi nhảy mà tôi làm cố gắng hết mình. Sau đó làm ok tôi lại làm thêm. Cái lần đầu tiên nó không ok lắm. Sau đó mình làm thêm các cái sản phẩm khác ok hơn. Các sản phẩm sau này nó càng ngày càng ok, và nó tạo thành một cái kỹ năng, nó thành cái kinh nghiệm á. Và mình cứ làm là ổn hơn như vậy. Chứ không phải bạn làm rồi là bạn làm không được và bạn nản. Cái được của mình đó là cái kỹ năng này. Đấy, cái còn lại mãi mãi nữa, đúng không nào? Sản phẩm nào thì cũng hết thời, đúng không? Cái gì cũng có cái trending mức độ nhất định. Nhưng mà chỉ có kỹ năng marketing, kỹ năng về hệ thống kênh của mình, cái vận động cái hệ thống kênh của mình, cái vận hành cái hệ thống kênh của mình á, nó là cái mãi mãi tồn tại với mình. Bạn nên nhớ điều đó nhá. Đúng không? Nên là làm trong cái lần đầu tiên hoặc là lần thứ hai ấy, thất bại ấy, thì chúng ta cũng không cần phải, đúng không? Không cần phải suy nghĩ, không cần phải lo lắng lắm. Lần đầu tiên chưa ok thì lần thứ hai, lần thứ ba sẽ ổn thôi. Đấy là cái chắc chắn. Thì đó là cái vấn đề đầu tiên, đúng không ạ? Trong các cái buổi tiếp, đúng không ạ? Ngày mai chúng ta sẽ có mốt ở trong Fori sẽ chia sẻ cho chúng ta vấn đề về làm dropshipping, học cách làm dropshipping. Ở trong đây bao nhiêu anh em mình muốn học cách để làm dropshipping ạ? Học dropshipping ạ? Và tạo ra kết quả đối với dropship, đúng không ạ? Nó không hề khó một tí nào, chỉ cần làm đúng, chính xác, chăm chỉ là sẽ thành công. Bản thân tôi cũng không cần, không phải là người quá giỏi đâu, nhưng mà gì ạ, mình kiên trì thôi, đúng không ạ? Và trong cái cuộc sống này, ai kiên trì thì người đấy sẽ thành công và theo đuổi ước mơ ấy, đúng không? Chứ làm ngày một ngày hai rồi vứt đi ấy, bỏ là không bao giờ thành công được, không thể thành công được. Đấy, thì chúng ta sẽ nghiên cứu về dropship, chúng ta xác định sản phẩm, học cái cách xác định sản phẩm này. Chúng ta sẽ học về Facebook marketing này. Trong Facebook marketing thì có cái marketplace này, có cái group này, có cái fanpage này rất là hay này. Trong đó là phần chú ý về hình ảnh này, chúng ta phải làm sao cái hình ảnh cho khác biệt này, làm content cho khác biệt này. Chúng ta phải hỗ trợ cái cách để tư vấn khách hàng này, có khách người ta inbox thì bây giờ tư vấn làm sao này, đúng không? Chúng ta phải học các vấn đề về chiến lược cơ bản này, nhưng mà bán hàng trong combo là như thế nào này, bán hàng khuyến mãi là như thế nào này, bán hàng free ship là như thế nào này, đúng không? Đó, rồi là gì ạ? Tạo ra những cái chiến lược cho chính cái kênh của mình, đúng không? Hệ thống kênh của mình. Có nghĩa là ví dụ mua hàng trên Shopee sẽ được giảm giá 20%, mua hàng trên fanpage được giảm giá 5%, đúng không? Hay tham gia group sẽ được tặng thêm một cái sản phẩm, đúng không? Hay là gì ạ? Remarketing các cái khách hàng đã mua hàng của mình. Đó là những thứ mà phải học. Đấy, tôi nói ở đây nếu mà anh em mình tinh ý một tí thôi là chúng ta sẽ nhìn thấy là cái mà mình đang thiếu. Rõ ràng là chúng ta
đang thiếu một gì đó, đúng không? Thiếu kỹ năng, thiếu cơ hội, thiếu cách thức, thiếu đủ thứ. À, và làm sao để chúng ta vận hành tốt được cái hệ thống của mình, thì đó là cái điều tuyệt vời nhất, đúng không nào? Mà thiếu nhiều thì chúng ta phải trang bị, phải học học những cái vấn đề này đó. Và các cái kiến thức này á, vừa xong bạn hỏi là học ở đâu, đúng không? Và ở trong Forbes Center admin có cái kinh doanh online đấy, cái kinh doanh online đấy, trên đó có các cái kỹ năng, có kỹ thuật này. Các bạn có thể gõ kinh doanh online đấy.com, đúng không nào? Online.com đấy, bạn có thể xem ở trên này cái kỹ năng được học ở trên này đó. Và bạn có thể học bất cứ ở đâu trên internet, chỉ cần có một cái điện thoại thôi, trên YouTube luôn luôn có, trên Google luôn luôn có, chỉ cần học làm theo là ổn rồi, đúng không? Còn lại mà bạn muốn học với khóa học tổng quan như thế này ấy, đúng không nào, thì admin có một cái khóa đào tạo chuyên sâu về digital marketing này đó. Nếu mà training về chủ shop nó rơi khoảng tầm 15 đến 20 triệu. Còn nếu mà bạn là cá nhân như là mà muốn học về digital, những cái mà tôi đang chỉ dẫn ở đây bản chất nó là digital marketing, đúng không ạ? Và nó được cấu thành bởi phễu marketing này, sell top này, content này, đó, chiến lược một tí, về một tí thôi, đúng không? Rồi là về thương mại điện tử, đặc biệt là Shopee là cái căn cơ nhất đó. Rồi là về website đó, nhớ nhá, content này, SEO top này, phễu này, thương mại điện tử này đấy, website, một chút về vấn đề về chiến lược là chúng ta sẽ làm được toàn bộ những vấn đề ở trên này luôn. Đây là cái rõ ràng chúng ta phải hình dung là như vậy đó. Thì khi mà chúng ta làm được toàn bộ như vậy, tổng quan như vậy, thì nó gọi là cái nghề marketing. Và vừa sau này khi có nói một cái chi tiết rằng là các bạn là bản thân cái marketing nó là một sản phẩm tuyệt vời, bạn có nhớ không ạ? À? Em khi nói rằng là bản thân marketing nó là một cái sản phẩm tuyệt vời. Tại vì sao nó là sản phẩm tuyệt vời? Tại vì khi á, mà chúng ta làm được hết tất cả mọi thứ đó là chúng ta sẽ làm được dịch vụ marketing. Giống như em khi bây giờ vừa xong, đúng không? Có một bạn, đúng không? Bạn hỏi là làm cho bạn ấy cái Shopee và tôi lấy tiền, được không ạ? Rõ ràng người ta có sản phẩm nhưng người ta không biết đưa lên Shopee như nào cho nó chuẩn SEO, cho nó đẹp, làm sao để thiết kế được một cái Shopee nó tuyệt vời như vậy, đúng không? Phải thiết kế banner, chúng ta phải bỏ chất xám vào trong đó để làm cái hình ảnh cho nó khuôn này, cho nó thật sự là đẹp. Không biết thì bây giờ chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải học. Và bạn khi nó không muốn học thì chúng ta người ta sẽ thuê, đúng không? Và người ta tin tưởng mình. Và tại sao người ta biết? Tại vì mình có kỹ năng. Hình dung chưa ạ? Nghe ra mình nói rằng ấy, là cái vấn đề cuối cùng của trong kinh doanh, của trong kiếm tiền, đó là marketing. Tại vì không có marketing thì sẽ không làm được gì. Thứ nhất, thứ hai là có marketing thì chúng ta sẽ, chính bản thân chúng ta sẽ là chúng ta sẽ bán được luôn. Đó. Khi mà có marketing là chúng ta sẽ bán được luôn. Bán được chính, đúng không? Chính bản thân mình ấy, đúng không? Nâng giá trị của mình lên. Mình bán kỹ năng, đây gọi là bán kỹ năng. Hoặc là giỏi hơn nữa gọi là thuần thục rồi, gọi là mastery rồi ấy. Thì lúc này người ta gọi không bán kỹ năng, người ta chuyển qua vấn đề về đào tạo kỹ năng này cho người khác trở thành thầy bà gì đấy, đúng không? Thì đó là bảo rằng là cái marketing là điều điều quan trọng vô cùng trong kinh doanh. Marketing là điều quan trọng trong kinh doanh, đúng không? Nói chung và bán bất cứ một cái sản phẩm gì nói riêng, đúng không? Đặc biệt là dropship nói riêng, affiliate nói riêng, ấy, quảng bá dịch vụ nó riêng. Anh em nào mà đang là chủ shop thì chúng ta hãy trang bị vào, đúng không? Anh em nào mà biết rồi hãy làm cho thật là nét lên mọi thứ, thật là đầu tiên là học cho biết, sau đó là đi vào trong quy trình làm cho mọi thứ nó rõ nét lên, thật sự là rõ nét lên, chắc chắn rằng cái kết quả nó sẽ được trả lại một cách, đúng không? Xứng đáng cho mình. Trong cái mùa dịch này không có một cái dịch nào là dịch mãi mãi cả. Nếu như mà mãi mãi đấy thì chúng ta sẽ sống chung với nó là điều đương nhiên, nhưng mà nếu mà không biết đấy thì mãi mãi chúng ta sẽ không có cái gì cả đâu, đúng không? Dịch 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi là cũng sẽ hết, còn không thì chúng ta sẽ sống chung với nó hoặc là chết luôn với nó, đúng không? Nhưng mà chúng ta tin tưởng rằng là
dịch nó sẽ được khống chế và nó sẽ qua cái thời kỳ này, và hết cái thời kỳ này chúng ta sẽ được gì sau cái mùa dịch này? Kỹ năng gì không? Không. Kiến thức gì không? Không. Đúng không? Kênh gì không? Không. Cơ hội gì không? Không. Không, không, không. Thì tiền ở đâu ra? Có hai thứ thôi. Nếu như mà chúng ta không kiếm được tiền ấy, thì chắc chắn chúng ta sẽ mất tiền. Rõ ràng. Đúng không? Không kiếm được tiền thì phải tiêu tiền. Không tiêu, đúng không? Không kiếm được tiền thì phải tiêu tiền đi, thì phải mất tiền rồi. Đúng không? Đó là cái điều đương nhiên. Và chính cái này coi như là dễ lắm. Ai cũng biết, nhưng mà bây giờ rõ ràng đúng thật sự là nếu không làm không có gì cả. Đúng không? Và bây giờ là đó là cái cơ hội. Đây là có, đây là cái cơ hội thật sự luôn và ngang bằng nhau. Chỉ có những cái mùa giống như là mùa dịch này, mùa Covid như thế này thì mới có cái chỗ đứng cho chúng ta. Còn nếu như mà nó là cái điều ấy, cuộc sống nó bình thường ấy, thì chúng ta sẽ không có một cái cơ hội nào hết. Tại vì những thằng lớn, những thằng càng ngày càng nhiều tiền ấy, nó gì ạ? Nó đè nát chúng ta rồi. Rõ ràng. Làm gì còn cơ hội cho chúng ta? Làm gì còn cơ hội cho startup? Làm gì còn cơ hội cho new buy? Tại vì gì ạ? Tại vì bị thằng khác nuốt chửng hết. Nó có tiền, nó có kỹ năng. Đúng không? Nếu không có kỹ năng thì nó đã có tiền để nó thuê. Nó có tầm nhìn, nó có kiến thức. Nó sẽ làm được. Và nó nuốt chửng hết tất cả những cơ hội của mình. Và bây giờ là cái thời kỳ, đúng không? Nếu như mà nó làm offline thì nó bị tổn thất rất là nặng. Nó phải mua qua bán lại, đập vào chỗ bị tổn thất đó. Sử dụng các cái chỗ khác vít, đúng không? Che lấp cái khoảng trống, cái khoảng thua lỗ đó. Thì ta tạo ra gì ạ? Tạo ra về cái mặt giãn của thời gian. Và cái mặt giãn của thời gian này, đúng không? Nó sẽ bị mất đi một lượng đối thủ rất là nhiều. Và đây là cái cơ hội dành cho chúng ta. Và chúng ta phải thông minh, chúng ta phải học chuyển đổi số, phải học marketing, phải học làm online, phải học những cái kỹ năng này để chúng ta thành công. Còn lại vấn đề cụ thể thì ngày mai chúng ta học dropship sẽ có những cái vấn đề cụ thể. Đúng không ạ? Chúng ta có thể làm thời trang thực sự là tuyệt vời. Làm phụ kiện, làm mỹ phẩm, đúng không ạ? Làm vấn đề liên quan đến đồ gia dụng chẳng hạn. Liên quan đến phụ kiện điện thoại chẳng hạn, liên quan đến ví da chẳng hạn. Đấy là những ngách rất là siêu hot, rất là dễ bán. Mà cái tỷ lệ mua hàng nó thật sự là không có nhiều đâu, chưa có nhiều xíu nào hết. Đúng không? Và kinh doanh nó là điều thực tế chứ không phải ảo tưởng lên, không phải vẽ vời. Không hề vẽ vời một tí nào. Đó. Không hề vẽ vời một tí nào, và chúng ta tập trung làm từ từ nó sẽ xong, nó sẽ ổn. Giống như bạn Duy ở đây, Duy Nguyễn đúng không ạ? Bạn Nguyễn Duy á, đúng không ạ? Bạn Nguyễn Duy có cái avatar đang ngồi á. Ở đây admin hơn 2 năm rồi. Theo admin hơn 2 năm rồi, bây giờ kỹ năng rất là nhiều. Đúng không? Kết quả rất là nhiều, bán được rất là nhiều thời trang mà không cần phải chạy quảng cáo. Bán được rất là nhiều đơn nhưng mà không cần phải chạy quảng cáo. Như Duy là bán được bao nhiêu sản phẩm rồi Duy nhỉ? Bao nhiêu sản phẩm rồi? Có bật mic, bật cam lên nói được không? Bao nhiêu sản phẩm rồi à? Có chỉ mà theo với admin bán được số lượng phải đến hàng nghìn không? Nhiều lắm rồi, thật. Vãi luôn. Bán nhiều lắm, kiến thức. Cũng có nhiều rồi anh. Ừ? Cũng lựa gần 1,000 á. Nhưng mà nhiều quá em đâu có nhớ nổi. Không có lưu lại. Duy hả? Ok. Em thì đang dùng 2222 cái điện thoại luôn. Hay yeah. Cái quá trình ở trong đây thì em đang sở hữu những cái kênh gì để được học được những cái kênh gì rồi? Trong cái quá trình mà hệ thống kênh này đang hiện tại đang cầm những cái kênh nào rồi? Thì trước tiên thì mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì mình là Duy, mình theo Acma. Mình cũng đã 2 năm và đang kinh doanh dropship với Forex Center. Thì như Min đã hỏi thì hiện tại em đang sở hữu các kênh như là fanpage, group và Shopee và website. Đó là những các kênh mà em đang sở hữu và em thường bán thì ở trên marketplace và group. Với fanpage thì cũng đang xây dựng một cái fanpage, nó có rất là nhiều anh biết inbox luôn. Ừ. Nhưng mà chưa có chạy quảng cáo, cũng đang
cũng có nhiều người người like, người theo dõi. Đa kênh khá là nhiều kênh đấy nhỉ? Yeah. Em đang sử dụng khá là nhiều kênh đó. Ok, có yeah. nhiều gì chia sẻ với anh em ở trong buổi nói chuyện này không? Thì với buổi nói chia sẻ về sơ bộ về kiến thức marketing thì mình có một vài điều muốn nhắn với các bạn là hãy hãy hành động nhanh và ngay, chứ bây giờ dịch thì mọi người đều ở nhà không có làm gì hết. Rồi nếu mà không học một cái kỹ năng, một cái kiến thức gì thì qua dịch rồi mình cũng sẽ trở lại bình thường và cũng không có cái kiến thức mới. Và ngày mai có một buổi Zoom hướng dẫn về dropship thì có thể chia sẻ với các bạn về các kiến thức marketing. Okay. Cảm ơn Duy đã có những cái chia sẻ nhé. Như Duy admin, với admin là theo admin rất là lâu rồi, đúng không? Cực kỳ nhiều đơn, rất là nhiều đơn và rất là nhiều kỹ năng. Nhưng bạn có thể chia sẻ, nghe Duy chia sẻ là bạn đang sử dụng vấn đề về Facebook, về website, đúng không? Về Shopee, nói chung là khá là đa kênh, khá là toàn diện, được học chuyên sâu đấy, đúng không? Theo admin rất là lâu. Và đó là những cái mà nó là căn cơ. Và bản thân Duy là một bạn tham gia là không phải là có kỹ năng gì hết, gọi là một người bình thường luôn đó. Còn dưới mức bình thường đó, mà hiện tại bạn đang làm công nhân, đúng không? Chứ không phải là giống như các bạn làm sinh viên hay là bạn là công chức nhà nước, đó là một cái được học đàng hoàng bài bản ra, nó có kỹ năng cơ bản rồi. Còn Duy là người rất là bình thường, một công nhân, đúng không? Làm cơ khí. Thật sự luôn, đó là rất là tuyệt vời, đến khi mà rất là theo, rất là chịu khó. Đó là cái điều rất là đáng quý trong cái quá trình mà làm marketing. Chúng ta sẽ thành công. Đây là cái điều mà bạn học được từ Duy và bạn thân admin cũng vậy, đúng không? Đôi khi chúng ta không phải là học cái gì của nhau hết, chúng ta học cái ý chí thôi. Ừ, vẫn theo, vẫn làm ok, chưa mà từ bỏ hết. Chưa mà từ bỏ thì chúng ta sẽ có ngày thành công. Đây là cái điều mà chắc chắn tự tin là như vậy. Đấy, thì trong cái mùa dịch, sau cái mùa dịch này ấy, hy vọng rằng đấy là chúng ta sẽ có một cái lượng kiến thức khá. Đầu tư cái gì? Thế đó, đã nói cho em, cho các bạn nghe rồi. Phải bỏ chi phí, thời gian học và làm kỳ được vấn đề về marketing. Và sau đó lựa chọn cho mình một cái sản phẩm, một cái dịch vụ nó tiềm năng, nó phù hợp, nó là cái sự yêu quý của mình để mình phát triển nó, để biến cái ước mơ nó trở thành cái tiền nong, đúng không? Để có thể nuôi sống bản thân mình. Nếu như bạn muốn mở thành một cái shop hoa, hay học tốt kỹ năng về marketing, sau đó là mình hãy hết mình quảng bá nó, đúng không? Để mình sẽ mở một shop bar hoa online ship xung quanh cái thành phố của mình chẳng hạn. Ví dụ vậy. Hay là bạn muốn mở một shop về mỹ phẩm, hay bạn muốn mở shop về thời trang, hãy cứ nuôi ước mơ của mình. Và cái quan trọng là bán hàng. Có nhiều cách bán. Trước đây là mình chỉ bán dạo thôi. Nói thẳng thắn là một thằng kiểu như là cò con đấy, đúng không? Cò điện thoại mua qua bán lại vậy đó. Chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ mở được shop. Đến bây giờ mình mở 3 shop về điện thoại. Đã mở 3 shop đó. Sau đấy lại mình sang nhượng cổ phần, bán lại những cái shop của mình cho những cái người khác để mình tập trung hơn về online và mở ra Fori này. Và hiện tại thì mình vẫn đang có một shop, đúng không? Ở Phan Rang này là còn shop. Trước đấy là mình mở một shop ở Tân Bình, bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Có thể nghe qua video mobile lúc đấy mình chạy quảng cáo cũng liên tục á, mấy chục triệu tiền chạy quảng cáo trong thời gian đó, đúng không? Rất là nhiều đấy, ngày nào cũng chạy mà. Tính đến khi mà mình làm được thì mình mới thấy rằng là cái marketing nó mang lại cho mình nhiều thứ, đúng không? Và mình làm vừa đam mê, vừa kiếm tiền, vừa nuôi sống bản thân mình.
và với như vừa xong nó admin nói rằng là bây giờ có kỹ năng rồi, bên kỹ năng rồi, vừa xong đã chia sẻ rồi, biết content. Admin là Duy này, chính bạn Duy này này đã nhận khá là nhiều job liên quan đến viết content của website, viết content chuẩn SEO cho website đó. Đó cũng có đồng ra đồng vô, chẳng qua là mình không có chuyên, chẳng qua mình không làm tập trung vào nó, chứ không phải là không thể kiếm tiền. Khi mình làm ấy, mình PR cái dịch vụ lên, tôi có khả năng về content, bạn muốn thuê ấy, bạn tin tưởng ấy, thì bạn liên hệ với tôi nha. Là có rất là nhiều người liên hệ thuê mình viết, đúng không? Tức là có ở admin và anh Nhất ở đây làm rất là nhiều website cho người khác. Tôi kỹ năng làm website này, anh em nào muốn làm website ấy, đó liên hệ với tôi sẽ làm cho bạn một web rất là đẹp và rẻ, đúng không? Và có tính ứng dụng thiết thực, đúng không? Có lại có người thuê mình, đúng không? Và admin và Bảo đây, Nguyễn Ngọc Thái Bảo đây này, học về vấn đề về làm Shopee, đã xây dựng rất là nhiều Shopee cho những người khác, và hôm nay có người thuê shop. Bởi vì mình làm sao để xoáy sâu, để vít nó lên thành một cái mũi nhọn chuyên sâu để kiếm được tiền nuôi sống bản thân mình, nuôi sống bản thân mình và gì ạ, và sống với đam mê đó, thì đó là điều tuyệt vời. Cái gì cũng có thể ra tiền, và đặc biệt là làm được marketing thì kiếm tiền nó không có giới hạn gì cả. Chính bản thân cái kỹ năng đó là một cái sản phẩm đấy. Vừa sau em đã nói rồi, chính marketing là một sản phẩm tuyệt vời, đúng không? Cái kỹ năng ở trong đó, kỹ năng xây dựng Shopee, một kỹ năng tuyệt vời mà chúng ta làm cho người khác. Tất nhiên làm cho người khác mình tốn công, mà người ta phải trả công cho mình chứ, đúng không? Tốn công đăng bài, tăng công sáng tạo content, công làm hình ảnh chẳng hạn, phải trả tiền chứ. Chứ làm sao mà mình làm không công được, rõ ràng đó ạ. Rõ ràng có bên mình có kỹ năng thì bên mình có thể gì ạ? Có thể bán được. Ủa, mình bán được nó hoàn toàn. Bên mình quan trọng mình bán như thế nào, bán như thế nào thì lại liên quan đến marketing. Lấy cái dịch vụ đấy, giới thiệu đến đâu ạ? Giới thiệu đến hệ thống kênh này, hệ thống kênh, giới thiệu Facebook. Tôi biết làm Shopee này, bạn có muốn thôi tôi làm Shopee không? Tại sao bạn chưa đăng Shopee đi, đúng không? Nếu như bạn là chủ shop, đúng không, bạn hãy đăng sản phẩm lên Shopee. Nếu như bạn không muốn đăng thì hãy thuê tôi đăng, ok không ạ? Thì đó là cái người làm kinh doanh đó. Đó là người làm kinh doanh, chứ không bây giờ là bạn biết kỹ năng rất là tốt, bạn rất là giỏi trong vấn đề về làm Photoshop, về chỉnh sửa hình ảnh, nhưng mà lại không thể kiếm được tiền. Đó là lỗi tại ai? Lỗi tại mình chứ tại ai? Tôi nói thật bạn luôn ấy, có rất là nhiều người gọi là gà mờ. Người ta gà đến mức mà còn viết sai lỗi chính tả đấy, các bạn hình dung chưa? Nhưng mà người ta vẫn mở gì ạ? Mở tiệm quảng cáo. Các bạn biết cái tiệm mà in pano office không? Mấy cái như cái bức tranh này mà treo ở đường ấy, rồi là giải các kiểu ấy, đúng không? Treo nhau như thế này, đúng không ạ? Người ta thiết kế cực kỳ cùi bắp luôn. Nói chung là biết đánh máy, biết sử dụng Photoshop cơ bản. Người ta mở cả tiệm quảng cáo. Chứ đừng nói nhé, đừng nói là bạn có một cái kỹ năng rất là tuyệt vời trong vấn đề làm hình ảnh mà mình không bán được. Lỗi tại ai? Rõ ràng lỗi tại mình, đúng không? Đăng lên trên Facebook, tôi, đúng không ạ, có khả năng làm hình ảnh. Nếu bạn đang có một cái sản phẩm nhưng mà bạn hình ảnh bạn không có đầu tư, hãy thuê tôi. Tôi lấy một cái giá rất là rẻ thôi, ổn không ạ? Ổn chứ, đúng không? Sau đó mình đang làm cái video để mình giới thiệu mình có kỹ năng đó hoàn thiện như nào để đăng lên kênh TikTok, đăng lên kênh YouTube, đúng không? Để mình quảng bá, đăng lên trên các cái group để mình quảng bá, được không ạ? Hoàn toàn được, đúng không? Tại sao không, đúng không? Tại sao chúng ta không làm? Đấy. Và chúng ta tập trung cái gì thì nó sẽ ra tiền cái đó. Tập trung cái gì nó sẽ ra tiền cái đó. Đó là cái điều đương nhiên, đó là điều bản chân của nó, bản chân của nó, bản chất của nó là như vậy, đúng không ạ? Và thực sự là chúng ta cần phải có cái sự tập trung, cần một sự kiên định rất là tập trung rất là nhiều vào thì chúng ta học hành mới thành công được. Ở kiến thức này chúng ta học ở bất kỳ kênh nào cũng có thôi. Nếu mà chúng ta muốn học bài bản thì hãy liên hệ cho admin, đúng không ạ? Giờ ví dụ bạn học muốn cái học khóa học digital này này, đúng không ạ? Bạn muốn học cái khóa về digital như thế này, đây gọi là khóa digital marketing, đúng không? Thì đăng admin đang sale đó là 4.999.000. Bạn muốn học cái khóa về digital này toàn bộ như thế này là 5 triệu toàn bộ cái vấn đề này. Có module để học online, có Zoom, tất cả mọi thứ nha. Nếu bạn muốn học hãy liên hệ cho admin nha. Và cái số lượng có hạn, có chi khoảng từ 5 đến 10 bạn trong một buổi, trong một cái đợt,
Đúng không? Hoặc là một bạn có module hết tất cả mọi thứ, bạn có thể lên đấy để bạn học, đúng không ạ? Còn ngày mai, đúng không ạ, thì sẽ có buổi học về làm dropship, kiếm tiền với dropship, và trong đó là cái buổi trend rất là kỹ đấy, khá là kỹ. Anh em mình muốn học làm dropship ở đa kênh thì buổi ngày mai chúng ta sẽ học về dropship, đúng không ạ? Và trong cái dropship chúng ta sẽ học thực chiến những cái kiến thức nội dung ngày hôm nay mà tôi chia sẻ. Đó là cái mà mình, đúng không ạ? Mình muốn chia sẻ với các bạn, mình muốn chia sẻ với các bạn trong buổi trên này. Đấy. Thì không biết là anh em mình có ai, anh em nào, đúng không ạ, có muốn chia sẻ không ạ? Em mai là khả năng là chị Chi, đúng không ạ? Chị Chi sẽ chia sẻ bạn một cái chia sẻ liên quan đến kiến thức về dropship, đúng không ạ? Em sẽ sắp xếp, đúng không ạ, ai mà giỏi, đúng không ạ, về cái kỹ năng, đúng không ạ, liên quan đó thì sẽ hướng dẫn mọi người có thể học về Shopee này, học về Facebook marketing này, đúng không ạ, học về tư vấn khách hàng này, ba vấn đề cơ bản trong kinh doanh. Trong các cái buổi tới đây sẽ có cái vấn đề này, và là học cái kỹ năng chuyên môn, gọi là kỹ năng mềm á, để học về hình ảnh, học về viết content, học về chiến lược, ba cái cơ bản, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nhận những cái giá trị này ở trong Fori trong cái thời gian dịch này, và cái khóa cả khóa training này, đúng không ạ, sẽ được triển khai miễn phí trong cái thời gian tới. Và anh mình chú ý tham gia và học nhé, chú ý nhé. Còn rõ ràng cái quan điểm là như thế này này, ở trong Fori là có một cái hệ thống đào tạo riêng, đúng không ạ? Chúng ta hãy phân biệt những cái buổi trend free như thế này, và rất là nhiều kiến thức hay bạn có thể lên học thôi là bạn đã làm được rồi, và mọi thứ ở trong Fori là đều miễn phí, không có phải tốn tiền gì hết. Và nếu như mà ai đó nói bạn rằng phải trả phí cho cái điều mà việc tham gia ở trong nhóm ấy, thì các bạn hãy nói admin luôn, tại vì trong đây các bạn tham gia không cần phải tốn phí gì cả đâu, đúng không? Còn lại ví dụ như bạn muốn học đào tạo chuyên sâu, tức là bây giờ bạn muốn đào tạo chuyên sâu, đúng không? Khi mà quá trình triển khai thì nó có thể là không sâu, đúng không? Có thể là để biết làm thôi, nhưng mà để làm thật sự là nét, gọi là kỹ năng luôn, bạn hình dung đến kỹ năng, đúng không? Trở thành một cái chuyên môn luôn á, thì chúng ta phải học sâu. Thì những cái như vậy ấy, thì sẽ có những cái khóa học tương ứng, đúng không ạ? Bạn có thể inbox, hãy phân biệt nhé, chứ không phải ở vào trong này là nói là free nhưng mà lại phải trả tiền. Cái miễn phí là ví dụ như là trong cái buổi trend trong tới đây khoảng tầm 4 đến 5 ngày, đúng không ạ, là miễn phí hoàn toàn. Các bạn sẽ được học những cái nội dung kiến thức này free, đúng không ạ? Ở một cái góc độ là bạn sẽ làm được luôn, làm được chứ không phải là ảo để giới thiệu đâu, làm được luôn, ra vấn đề, ra kết quả luôn. Nhưng mà ví dụ như muốn chuyên sâu, muốn trở thành cái kỹ năng để kiếm được tiền với cái kỹ năng đó, hoặc là mình muốn hay quá, mình muốn, đó là cái điều mình đang cần. Giống như ngày hôm nay tôi nghĩ rằng sẽ có một số bạn sẽ thấy rằng đó là cái điều mình đang cần. Mình đang cần một cái website, mình đang cần một cái kênh Shopee, mình đang cần học cái cách để làm sao vận hành được cái hệ thống này, hay là mình cần học cái gì đó liên quan đến vấn đề về content, về SEO top, đúng không ạ? Học về chiến lược đó, về học về quản trị hệ thống, hay là học về cách để xây dựng một đội nhóm cộng tác viên thật là nhiều, 1000 cộng tác viên giống như admin. Đó là cái mà các bạn đặt ra. Thì những cái này á, cái nào biết là nó có phí ấy, thì mình sẽ báo cho các bạn biết, đúng không ạ? Hãy phân biệt nhá, chứ không phải mất công chúng ta không có hiểu rõ, đúng không? Thì các bạn là kiến thức nó rất là đa dạng, cái gì phù hợp, cái gì mình cảm thấy cần ấy, thì mình trang bị. Đấy, cái điều mà mình chia sẻ. Không biết là anh em mình có cái câu hỏi gì không ạ? Hoặc là ở trong forum các bạn nào có muốn lên chia sẻ không ạ? Ok, bạn thấy cảm thấy buổi chia sẻ này như thế nào ạ? Ok không ạ? Tuyệt vời không ạ? Em mình cảm thấy tuyệt vời không ạ? Em mình cảm thấy dễ hiểu không ạ? Rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Rất là nhiều thứ để chúng ta phải học trong thời gian tới, chứ không phải là chỉ là một vài thứ. Và chúng ta học, chúng ta làm, và chúng ta inbox cho admin thì admin sẽ sẵn sàng chia sẻ cho bạn những kiến thức, sẵn sàng chia sẻ những kiến thức, sẵn sàng chỉ cho bạn cái con đường để bạn đi cho nó chính xác. Tại vì tôi đang làm cái này mà, đã và đang làm cái này, chứ không phải là mình không làm đâu, đúng không? Tại mình admin nói cái gì đó là mình làm cái đó luôn đó, học cái gì làm cái đó,
nói cái gì làm cái đó. Đó. Em cố gắng, cố gắng hết mình thì mình mới thành công được. Chứ không cũng khó lắm. Ok. Chị Chi anh nhất này thắng đúng không ạ? Các bạn trong có muốn chia sẻ gì không ạ? Phượng này có muốn chia sẻ gì không? Phượng muốn chia sẻ gì không em ơi? Mọi người có chia sẻ gì không ạ? Hay mình có muốn có đặt cái câu hỏi nào không ạ? Xin phép chia sẻ tí nha em. Ok ok. Các bạn cùng nghe Thắng chia sẻ nhé. Thắng là một trong những mốt ở trong Forex. Rồi chào mọi người. Ok. Ok, thì do điều kiện đang ở khu cách ly nên nó không có được hình ảnh, nó không được sắc nét lắm, các bạn cố gắng nhìn nhá. Thì cơ bản để làm cái dropshipping này á, thì nãy giờ thì admin đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Đúng không? Thì đầu tiên từ từ để giới thiệu đã. Thì mình tên là Nguyễn Thắng, thì mình cũng đã làm dropshipping được khoảng tầm 2-3 năm nay rồi. Hơn 2 năm. Và với admin từ những giai đoạn đầu, thì mình hiểu rất là rõ cái mô hình này nó có những cái gì, nó có những cái thuận lợi, nó có những cái khuyết điểm gì, và mình đã làm được rất là nhiều sản phẩm rồi. Đó, bản thân Thắng là làm rất là nhiều sản phẩm rồi, thì cũng muốn chia sẻ cho mọi người một số cái kinh nghiệm mình làm thôi. Và những cái này á, sẽ giúp cho mọi người sẽ phát triển trong thời gian tới đó. Tại ngày mai là sẽ có chị Chi, hình như là chị Chi sẽ lên hướng dẫn cho mọi người những cái cơ bản nhất. Thì cái trang bị để làm dropship á, thì cơ bản thì nó chỉ có đến từ cái máy tính và cái điện thoại kết nối mạng thôi, nó không có cần phải quá nhiều, nó đâu cần sản phẩm đâu, đúng không? Và một cái kỹ năng quảng bá như nãy mình còn nói, thì cơ bản nó làm ở trong dropship á, thì nó miễn phí hoàn toàn, chắc chắn luôn. Tại tôi làm đâu có tốn đồng nào, tôi khởi nghiệp dropship đúng 1 triệu này, đó là thực tế là tôi khởi nghiệp dropship đúng 1 triệu luôn, là tiền mà để cho đi hàng rồi đó, chứ không cần phải bỏ vốn rất là nhiều, không cần phải bỏ vốn như là mình nhập những cái sản phẩm. Thì cơ bản để làm dropship thì cần có cái gọi là cái kỹ năng quảng bá, thì đúng không, kỹ năng quảng bá từ các kênh, thì những cái kênh đó thì chúng ta sẽ đi từ những cái kênh dễ cho đến những cái kênh khó. Thế thì ở trong internet thì nó có rất là nhiều kênh, như nãy giờ thì mình có chia sẻ cho mọi người rồi. Thì đầu tiên thì chúng ta cần phải tìm hiểu về những cái kênh nào mà nó dễ làm trước. Thì có một cái điều rất là hay ở trong dropship này, đó là khi mà chúng ta bán được những cái đơn hàng đầu tiên rồi, chúng ta sẽ có cái hứng thú, đó tôi gọi là cái hứng thú á, hứng thú để có thể là làm những cái kênh khó hơn. Ví dụ như hồi xưa là tôi bán là tôi không có bán Shopee đâu, giờ thì tôi đang tập trung rất là nhiều vào Shopee, nhưng mà thời gian đầu á, thì tôi bán 100% ở trên Facebook, tại vì cái kênh nó dễ ra chuyển đổi, và khi mà mình có được cái cảm giác bán hàng á, thì mình sẽ làm rất là tốt những cái kênh còn lại. Và tôi bán rất là nhiều kênh, như là Chợ Tốt, như Group, như là TikTok. Đó, YouTube tôi cũng bán. Đó là những cái kênh mà mình website nữa. Đó, như Duy. Tại vì kênh nào mà hiệu quả mình bán đó, mình không phải là mình gọi là lan man trong kênh đâu, mà mình bán để thử xem cái kênh nào mình phù hợp nhất. Chứ không phải là các bạn, giả sử các bạn bán tốt ở trên Facebook thì chưa chắc các bạn đã bán tốt ở trên Shopee. Không? Cái quan trọng là chúng ta cần phải thử rất là nhiều những cái kênh. Và có một cái điều mà muốn chia sẻ mọi người là làm cái này phải kiên trì này, cực kỳ kiên trì luôn, tại vì trong dropship nó có rất là nhiều khuyết điểm. Nó ưu điểm có một khuyết điểm thứ nhất là chúng ta không có được hàng ở trong tay, nên chúng ta sẽ không có được cái cảm nhận tốt nhất về cái sản phẩm. Mà không có cảm nhận được tốt về sản phẩm thì chúng ta cần phải có được kỹ năng quảng bá tốt hơn là cái hiểu về sản phẩm, đúng không? Tại vì khi mà chúng ta bán, không cần biết chúng ta bán gì, ở trong marketing nó có câu rất là hay là không cần bạn biết bạn bán cái gì, mà quan trọng bạn bán như thế nào.
Nó như câu chuyện mà giả sử như mình bán cái câu chuyện của Coca-Cola là câu chuyện mà kinh điển trong marketing luôn đó. Đó, bán một chai nước và bán 135 năm. Thì đó thì chúng ta phải biết được là cái nào là cái trọng tâm. Để chúng ta vô, chúng ta làm drop thì thứ nhất chúng ta không có hàng, chúng ta không biết được quy trình kho bãi như thế nào. Cái nhiệm vụ chúng ta chỉ là quảng bá thôi, thì chúng ta tập trung vào đó. Và tập trung vào đó thì cần những cái gì như đó, cần phải làm tốt là về mặt hình ảnh này, biết viết content này, biết cách đăng sản phẩm này, biết đăng vào thời điểm nào này, đó, biết tư vấn là sao này, và tất cả cái này đều phải học. Nếu mà các bạn mà không có những cái kỹ năng này mà các bạn bay vô bán hàng liền và các bạn không có đơn hàng thì đây là một chuyện rất là bình thường. Và nếu mà các bạn mà có được đơn, không có kỹ năng này mà bay vô bán hàng mà có được hàng thì tôi gọi đó là sự may mắn. Chứ giả sử cái quy tắc nó bán hàng nó như vậy đó, nó cần phải là đẹp, nó cần content chuẩn, phải đăng cân chuẩn, rồi đăng thời điểm chuẩn, và tư vấn tốt thì nó mới có được cái chuyển đổi. Nếu mà các bạn mà có được những cái này á, thì làm sản phẩm nào cũng được hết. Trong Horizon Center thì có rất là nhiều sản phẩm đó. Thì bạn nào mà có thế mạnh về sản phẩm nào thì triển khai về thế mạnh đó. Như tôi là rất là đam mê công nghệ nên tôi sẽ chọn cái ngách mà liên quan đến phụ kiện điện thoại. Đó, phụ kiện công nghệ. Thì tôi đã làm những cái ngách đó trong những ngày đầu khởi nghiệp. Và đến hiện tại thì tôi đang có một cái dự án riêng. Chứ thực tế là giai đoạn này tôi cũng làm được tốt nữa. Đó, cái đó là nói cho các bạn luôn. Thì bây giờ tôi đang có một cái kho riêng. Tôi đang làm một cái kho riêng của tôi để tôi làm, nhưng mà tôi vẫn những vai trò là trong team là cùng anh em sát cạnh để có những cái những chia sẻ dành cho mọi người. Thì thực tế là tôi bây giờ là tôi cũng làm được nữa đó, vẫn có làm chứ không quên, vẫn có làm ở cái ngách của kiện, tại vì ngách của kiện là tôi đang là trưởng phòng và tôi có làm thêm một cái ngách nữa là cái ngách riêng của tôi đó. Thì đó là cái con đường kinh doanh trong vòng 3 năm qua. Các bạn lúc đầu thì làm rất khó khăn cực kỳ luôn, tại vì mình không có được kỹ năng. Và khi mà chúng ta mà làm nhiều, chúng ta sẽ có được cái gọi là cái khả năng tiếp cận với cái sản phẩm, tại vì làm nhiều sống lâu là lão làng mà. Quan trọng là kiên trì thôi. Câu chuyện này là cái câu chuyện mà ai mà làm được cuối cùng thì đó là người thắng lợi, chứ không phải là chúng ta giỏi đó. Ở trong ấy tôi thực sự là người không có giỏi trong team, hồi xưa team tôi đông lắm, nhưng mà team mà làm drop thì cái team mà đông ngày đầu á, đông á, đông cực kỳ luôn, và nhiều người giỏi hơn mình rất là nhiều, nhưng mà họ không có theo. Nên bây giờ là mình vẫn hơn họ đó. Chẳng qua là kiên trì thôi, chứ khả năng tư duy hay khả năng về marketing mình không bằng cái bậc tiền bối. Tôi gọi là tiền bối luôn ở trong team, tại vì tôi tham gia đây 2 năm rồi. Thì câu chuyện là kiên trì thôi, và phải học cái điều chắc chắn rồi. Và dịch này là cái điều kiện luôn á. Bữa nay dịch như thế này thì nếu mà chúng ta chưa bán được hàng luôn thì chúng ta dành ra 1 tháng để chúng ta học bán hàng. Vậy thôi. Chứ đừng có nghĩ là làm cái này bay vô, phải là làm được thì rất là khó. Khó làm lắm á. Drop nói là khó, dễ thì dễ, nhưng mà khó là cực khó. Bạn không có những cái kỹ năng mà như này tôi nói, kỹ năng về content, rồi đăng sản phẩm giờ nào, đăng trên kênh nào, rồi tư vấn là sao thì các bạn khó làm. Tại vì đây là những cái kỹ năng cần thiết, cần đấy. Đây là điều kiện cần để các bạn làm marketing. Còn đủ thì nhiều yếu tố khác, đó là thời gian, đó là sự may mắn, đó là sản phẩm tốt, đó là người đồng hành cùng gì đó. Đó, đây là những cái chia sẻ ngắn nhất của mọi người. Thì mong trong cái buổi ngày mai thì vận động những các bạn tham gia như thế này đó. Ngày mai sẽ có một cái buổi hướng dẫn về quy trình này. Thì mong sẽ có những người ở trong đây tham gia buổi ngày mai, và cái buổi ngày mai là khá là quan trọng đấy. Rồi thì những chia sẻ ngắn tôi hy vọng là sẽ giúp cho các bạn định hình được là làm đó nó cũng và đơn giản, đúng không? Nó rất là nhiều kỹ năng, nhưng mà nếu mà chúng ta kiên trì thì rất là dễ dàng thôi. Rồi, xin chào mọi người, chúc mọi người. Rồi, xin chào mình lại cho em biết. Cảm ơn hai chia sẻ. Thắng là một trong những người rất là nhiều có kinh nghiệm, đúng không ạ? Và hiện tại thì Thắng đang có những dự án riêng luôn, đúng không ạ? Về vấn đề về kinh doanh, từ xuất phát từ việc làm dropship. Nhưng mà sau này thì mình có nhiều kinh nghiệm hơn thì mình sẽ tập trung vào kinh doanh. Bản thân mình tự làm kinh doanh riêng cũng được. Đó là cái mà mình thấy Thắng có rất là nhiều cái khả năng, đúng không ạ? Và học ở trong Forex rất là chăm.
cực kỳ trong tất cả những cái Zoom, dù đã học được rất là nhiều kiến thức gần như là trong tất cả team nào tham gia hết đó, nhưng mà khi mà có Zoom về mình vẫn lên nghe và học. Đó là cái sự rất là nghiêm túc của bạn đó, và hy vọng là trong thời gian tới thì anh em mình có thể học được nhiều điều từ Thắng, đúng không ạ? Thắng một trong những bạn rất là nhiều kinh nghiệm, đúng không ạ? Training rất tốt đó. Và trong cái buổi train này còn anh em nào muốn đặt câu hỏi nhé thì cứ đặt nhé, rồi là anh em nào muốn trình bày nữa không ạ? Chị chưa muốn chia sẻ gì không ạ? Ok nha Phượng nha. Chào mọi người nha. Chia sẻ một chút xíu thôi á đây. Đây. Không biết mọi người có nghe rõ không ha? Tại vì ở bên chị thì nó hơi nói hơi nhỏ tí. Rồi, chào mọi người ha. Thì mình tên là Chi. Hiện tại thì mình cũng là một trong các mod của Free Center và là người hỗ trợ cho tất cả mọi người về cái hình ảnh và content. Qua ngày mai các bạn sẽ được hướng dẫn. Thì mình vào Free là cũng 9-10 tháng gì rồi. Từ tháng 12 năm 2020 á. Thì trước khi mình vào Free là mình làm một chủ shop mỹ phẩm. Chủ shop mỹ phẩm nhưng mà chỉ bán offline thôi. Mới đầu tiên là bán offline thôi, rồi cũng có bán online nhưng mà không có tập trung nhiều online á. Khi mà đến chừng mà bí bách quá thì cái vụ dịch vừa rồi là không được ra đường rồi này nọ đó, thì sẽ đóng cái cửa hàng offline mới vào Free. Thì từ Free là mình cũng học rất là nhiều thứ. Mình học được rất là nhiều thứ. Nói chung thì kiến thức của mình không phải là ít mà cứ lụm lặt mỗi nơi một chút á. Nhưng mà khi mà mình vào với Free rồi thì mình mới sâu chuỗi lại được toàn bộ cái kiến thức của mình, và mình học thêm rất là nhiều. Và mình làm được cũng khá là nhiều kênh. Bắt đầu mình mới tập trung vào tất cả các kênh online. Hiện tại thì chỉ có hai cái website, một cái web blog và một cái web bán hàng, và một kênh YouTube. TikTok thì cũng mấy kênh đó, nhưng mà không có tập trung nhiều về TikTok, chỉ là đăng sản phẩm lên thôi. Đó, đăng sản phẩm lên mấy kênh TikTok thấy cũng khá là ok, cũng có nhiều lượt view ha. Rồi thì khi mà vào đây thì học rất kỹ về Facebook marketing. Được mọi người ở đây hướng dẫn khá là nhiệt tình. Thì với cái tư cách là một người đi trước và có cái kinh nghiệm thì sẽ hướng dẫn lại cho các bạn khi mà các bạn mới bắt đầu vào với lại cái kinh doanh online cũng như là cái dropship này, để mà cùng nhau mình phát triển và mình cùng đồng hành đó. Thì kinh nghiệm thì có bao nhiêu thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn bấy nhiêu, tại vì mình cũng không phải là chuyên gia trong một cái môi trường online, nhưng mà mình là người đi trước và mình cũng đã từng trải như các bạn, là khởi điểm chúng ta đều là giống như nhau và chưa biết gì. Và cái may mắn của Chi Kho là Chi vào Free trước các bạn thôi, và Chi đã học được rất là nhiều kỹ năng từ những cái bạn đi trước đó. Vì vậy mà có thể là tự tin để mà hỗ trợ cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn làm dropship với lại Free Center. Thì ngày mai mình sẽ bắt đầu một cái buổi hướng dẫn. Thì trong cái buổi hướng dẫn đó sẽ có thêm bạn nữa, đó là Hảo. Hảo sẽ hỗ trợ cho các bạn về Facebook marketing giống như là đã hỗ trợ cho Chi vậy. Ngày đầu tiên mà khi Chi bước vào đây thì Hảo cũng là người hỗ trợ đó. Thì hy vọng là ngày mai các bạn sẽ học được nhiều hơn về những cái kỹ năng để các bạn có thể trang bị được cho mình
trong cái quá trình mà kinh doanh và bán hàng online trong thời gian tới. Đặc biệt là với cái dropship này thì có thể nói nó không phải là cái keyword mới, nó không phải là danh từ mới hay là nó là một thị trường mới, nhưng mà có thể nói là nó đang bắt đầu cái xu hướng hiện nay, nó đang là bắt đầu và nó đang phát triển theo cái xu hướng hiện nay. Thì cũng có rất là nhiều bạn chưa biết cách để mà làm về cái dropship này, thì hy vọng là sau 3 đến 4 buổi học cùng với lại Fori thì các bạn sẽ có đủ cái kiến thức, có đủ cái hành trang để các bạn có thể làm được, có thể vừa kinh doanh online vừa làm dropship và phát triển hơn về công việc của mình. Nói chung thì ngày hôm nay cũng chỉ là để làm quen và chia sẻ mọi người là như vậy. Thì hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Sẽ nói nhiều hơn và chi tiết hơn về cái kỹ năng mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Xin chào. Vâng, ok, thì trong buổi trend này hướng dẫn này thì hy vọng rằng là chúng ta có những cái nhìn nhận tổng quát về cái kiếm tiền, về vấn đề về định hướng là mình cần phải trang bị cái gì, làm ra làm sao, đúng không, trong quá trình mà triển khai kiếm tiền trên internet. Thì hy vọng trong thời gian tới đây chúng ta sẽ học thêm nhiều kiến thức ở trong Fori, và cái buổi training này của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có một cái buổi tối thật tuyệt vời, đúng không ạ, và học nhiều thứ, trang bị thêm mình nhiều cái kỹ năng kiến thức hay, đúng không ạ. Xin chào và hẹn gặp lại, và hy vọng rằng là chúng ta cùng theo dõi đồng hành Fori để chúng ta học hỏi thêm thật là nhiều kiến thức mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc các bạn thành công.